Cái bài kinh đầu tiên là bài kinh Indaka. Indaka là tên của một vị soa. Theo trong chú giải đó, thì cái cách suy nghĩ của cái quan niệm của vị soa này á, thì có lẽ giống như là phần lớn chúng ta ở đây, đặc biệt là những người không có học Atidam ấy. Bởi vì nó giống ở điểm là mình cho rằng là tức là mình nhập chung một những cái khái niệm tôi của tôi, rồi cái sinh mạng, cái đời sống của mình với cái thân xác này là một. Ai mà họ lườm, họ hấy quýt mình á, hấy quýt vào cái thân xác mấy chục ký này nè, thì có nghĩa là người đó coi thường mình, người đó ghét mình. Và hễ mà cái thân này của mình là nó đẹp, mình nghĩ là nó đẹp, và được người ta trầm trồ, người ta ngắm nghía đó, thì mình thấy vui. Để khi mình đau, mình bệnh đó, thì mình thấy cả một cái bầu trời nó sụp xuống. Đại khái như vậy. Nói chung là cái khái niệm về ngã và ngã sở, tôi và của tôi, rồi thì cái mạng sống của mình, rồi thì cái xác thân này của mình trộn chung với lại là một khối. Trong một khối đó cái gì cũng có hết. Đời của mình là toàn bộ sinh mạng của mình, rồi cái bản ngã của mình, cái tôi của mình nó cũng nằm ở trong cái cục thịt mấy chục kilo này. Nhưng mà với một người mà có biết Phật pháp đó, thì họ không có nhìn như vậy, họ không có nhìn như vậy. Một người học Phật pháp sẽ thấy rõ, đối với một hành giả cứ niệm xứ sẽ thấy rõ cái này. Tất cả những cái gọi là buồn vui thiện ác á, là nó thuộc về cái thế giới tinh thần của mình, gọi là danh pháp. Tất cả những tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan mật đàm mũ máu mồ hôi phận nước tiểu v.v. thì những cái đó nó thuộc về sắc pháp, nó thuộc về cái thành phần vật chất. Người hành giả thấy rõ cái này, thấy rõ tất cả những gì buồn vui thì ghét nó thuộc về danh pháp, và tất cả những gì nó thuộc về gân xương máu thịt đó, nó thuộc về sắc pháp. Và cái danh pháp tức là đời sống tinh thần mình ấy, nó có mặt và nó hoạt động bằng vào sự hỗ trợ của vô số nhân duyên, và cái tấm thân sinh lý này của mình nó cũng được tồn tại và hoạt động bằng cái sự hỗ trợ của vô số nhân duyên. Có nghĩa là danh không phải là sắc, mà sắc không phải là danh. Và riêng danh ấy, riêng cái phần tinh thần mình nó cũng có, nó được tồn tại bằng vô số nhân duyên, và sắc pháp nó cũng tồn tại bằng vô số nhân duyên. Và trong toàn bộ cái gọi là sự có mặt của mình trong cuộc đời này, nói chung nó là sự hiện hữu của một chuỗi nhân duyên. Không có cái gì gọi là độc lập hết, không có cái gì là solid, không có cái gì là massive, không có cái gì là pure, không có, không hề có. Mà tất cả nó là một cái sự cộng ghép, một sự cộng hưởng rất đổi phù du. Nó là một cái sự lắp ghép, một cái sự tạm bợ, chứ không có cái gì là solid, là massive hay là pure hết. Tôi không để tiếng Việt là tại vì ở đây bà con có người thì họ đọc mấy chữ rồi họ dễ hiểu hơn. Có nghĩa là không có cái gì mà nó đơn thuần, một chỉ có một món thôi, không có cái gì mình không có, không có, nhớ nha. There is nothing solid or massive or pure, mà but composition transition, tất cả chỉ là cái sự cộng hưởng, sự ghép nối rất là phù du. Tất cả là như vậy đó. Thì cái giả soa này nè, ổng có cái quan niệm là mọi thứ nó gom chung vậy đó. Trong cái cục nợ này nè, thì cái gì cũng nằm hết trong đó, thì Đức Phật thấy không. Cái danh pháp và cái đời sống tinh thần mình mà nó muốn tồn tại, nó phải cần đến một cái gọi là cái sắc mạng quyền, cái tâm sở mạng quyền, chi vi tinh trí giác.
Jitasika, tức là cái mental vitality, tức là cái sức sống. Cái sức sống đó là một cái sức sống tinh thần ấy, nó là một tâm sở, là tâm sở mạng quyền. Rồi trong cái sắc pháp mình mà nó muốn tồn tại thì nó cũng cần đến một cái sắc pháp gọi là sắc mạng quyền. Cái khái này vậy, mà không phải là nó là một thứ duy nhất, mà nó là một, nó là cái, nó là một, nó là một trong những cái yếu tố làm nên sự hiện hữu của danh hoặc là sắc. À, hôm nay mang tiếng là người Việt Nam, nhưng mà tôi là nam mà quý vị là nữ. Rồi mang tiếng là nam, nhưng mà trong người tôi nó đủ chứng bệnh hết, mà quý vị thì khỏe mạnh. Mang tiếng là nam, nhưng mà cái lá gan của tôi nó mạnh hơn cái bao tử của quý vị. Tôi có vấn đề của tôi là tôi bị bệnh bao tử, nhưng mà cái gan tôi tốt. Còn quý vị á, cái gan có vấn đề nhưng bao tử nó tốt. Ví dụ như vậy, nói chung là mỗi người có một mớ vấn đề về danh và sắc khác nhau, khác nhau. Và ở trong cái gọi là danh và sắc đó, đó, nó cũng ở bản thân mỗi người nó cũng có vô số những vấn đề. Nói chung là nó là sự cộng hưởng của rất là nhiều thứ tốt xấu, khỏe và yếu. Do cái tiền nghiệp đời trước cho nên đời này đó là tôi bị bệnh nhiều, còn quý vị thì khỏe mạnh. Do cái tiền nghiệp đời trước quý vị thông minh sáng lối suốt, người tỉnh táo, còn tôi thì tôi bẩm sinh là thí dụ như tôi bị tâm thần, bị khờ khờ khùng khùng, hoặc là trí nhớ tôi bị kém, tôi không có khả năng suy tư hình dung suy diễn như người ta, nghe đâu quên đó, không hiểu gì hết, thí dụ như vậy. Thì tất cả rõ ràng là nó do nhiều yếu tố quá khứ và hiện tại, quá khứ và hiện tại, tức là do cái tiền nghiệp đời trước rồi cộng với cái hoàn cảnh hiện tại, đó là cái gen là huyết thống của gia đình, rồi cộng với cái điều kiện sinh hoạt của tôi, cái hoàn cảnh sinh sống của tôi, tất cả những cái đó, đó nó cộng vào, nó làm nên cái gọi là ông A bà B, nó làm nên cái gọi là trí, nó làm nên cái gọi là sang hay là hèn, giàu hay là nghèo, trí hay là khờ, ví dụ như vậy. Nó là, nói chung là sự hiện hữu của mình đó là sự cộng ghép của danh và sắc, của tiền nghiệp và hiện nghiệp, rất là nhiều thứ trong đó, chứ nó không phải là một. Thì giả soa này không biết cái chuyện này, cho nên đến hỏi Đức Phật là con không có biết, là đó giờ con cứ nghĩ là cái cục thịt này là cái mạng này của con nè, đó là một khối. Nhưng mà số con hơi ngờ là không biết là nó đã hình thành như thế nào mà sẽ nó ra cái này. Thì Đức Phật ngày mới giải thích cái này, không, nó không phải là một đâu, nó phải là một, mà nó là thứ nhất, nó là sự cộng ghép. Danh sắc là khối tổng hợp của nhiều thứ và do nhiều duyên mà có. Và thứ hai, không phải đột ngột hay là thần linh xuất hiện mà không đơn hẻ. Thì tiếng này nè, đột ngột thần linh nếp lên kêu là e cấp và hà rác, mà chúng phải xuất hiện một cách tuần tự hư lấp. Tiếng Pali kêu là anupabbina rajuli, đó, tuần tự hư lấp. Giải thích cho biết rồi đấy, không, không có cái gì là pure, không có cái gì là solid, không có cái gì là massive, mà tất cả là composition và transition. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, chúng không phải đột ngột thình lình xuất hiện, mà nó phải xuất hiện một cách tuần tự thứ lớp. Thứ ba liên kêu là anupabbina nha, đây là mấy chữ phải học, phải học bắt buộc. Còn ai mà sợ thì tôi nghĩ cái đi chết đi, chứ còn mà mấy cái chữ này nó chữ quá hay luôn mà không có học thì nó uổng lắm nha,
uổng lắm. Thì ngài mới giải thích, ngài giải thích theo cái quan điểm của người thầy đó, chứ không phải là ngài không thể giải thích. Nhớ nha, không phải là ngài không thể giải thích cái trình tự sinh học, trình tự sinh học theo cái khoa học bây giờ, phải là ngài không biết, nhưng mà thời đó thì ngài phải nói như vậy đó nha. Thời đó là ngài phải nói như vậy đó, nói theo cách của thời đó. Và hôm nay chúng ta cũng biết rằng nguyên thủy thì cái sự hình thành của một thân người đó nó rất là nhỏ. Đơn giản cả, bởi vì là một tu sĩ, tại sao tôi lại nói kỹ chuyện đó? Và tôi cũng phải là nhà khoa học, mà tại sao tôi chạm vào một cái lĩnh vực mà tôi là ngoại đạo nha. Nhưng mà không thể không nói, mà đang giảng chỗ này bắt buộc không thể không nói. Tức là nguyên thủy đó là cái mình chỉ là một chút, mình chỉ là một chút thôi, mình chỉ là một chút sperm thôi, sperm. Mình chỉ là một nguyên thủy, mình bây giờ nói là thế giới là người mình đây ha, chỉ mình là một, từ một cái tinh trùng của người nam ấy, là nó kết hợp với cái thời điểm rụng trứng của người nữ, thì từ đó nó mới hình thành ra một cái bầu thai, nhỏ xíu xíu xíu, mình gọi là cái phôi đó, nhỏ xíu, chứ nó chưa tới gọi là cái worm đó, nó chưa tới cái worm mà nó mới là fetus, còn cái worm là sau đó. Rồi từ từ nó, quý vị mà đi về New York á, nó có một cái chỗ mà nó trưng bày về cái là thế giới, viện bảo tàng sinh học ở New York á. Nó trưng bày cho mình thấy cái quá trình hình thành của một con người từ cái lúc đầu đời cho đến lúc chết nó ra làm sao, đặc biệt đúng quý vị. Buổi đầu á, nó mình không thể nhìn vào mặt thường, rồi từ từ nó là một miếng thịt, rồi từ từ cái miếng thịt đó nó mới ra một chút, nhìn nó mình thấy nó tượng hình á, tiếng Việt kêu là tượng hình á, tượng hình ra tứ chi, nhưng mà nó không có rõ, nhìn nó xấu mà thấy ghê lắm. Rồi từ từ nó mới ra tay chân đầu mình á, rồi nó đi riết, từ từ nó hình thành ra một đứa bé, cái bài kinh này nếu mà chỉ liếc qua thì thấy quá gì hết, nó không có cái gì liên hệ tới giải thoát hết, nhưng mà đằng sau bài kinh này nói cho mình 800 chuyện. Trong đó chuyện thứ nhất là vạn pháp do duyên, thứ hai cái gì đã có, vạn thứ nhất là vạn pháp do duyên mà có, đó là cái thứ nhất, cái thứ hai tất cả chỉ là sự lắp ráp, và cái thứ ba đã có rồi thì bắt buộc phải có sự vô thường. Mình liếc vô làm thấy là sự vô thường, tức là từ cái giai đoạn cá lá lát, nghĩa là từ giai đoạn nó chỉ là một cái miếng dầu thôi, nó trong suốt mà chút xíu, giống như một trong kinh mô tả đó, nó giống như là một chút xíu dầu ăn mà dính ở trên cái lông, cái đầu lông con thú vậy đó. Thì mình nói đầu lông cừu, thí dụ như vậy, hoặc là đầu lông chó vậy đó. Sợi lông nó nhỏ như vậy, thì trên đầu lông nó dính một miếng dầu, nó nhỏ như vậy đó. Rồi từ từ khoa học, những cái điều này nó rất là trùng khớp với khoa học hôm nay, thì cái bầu thai nó cũng bị hình thành như vậy. Thì cái bài kinh này muốn nói thế này, thứ nhất là vạn pháp do duyên mà có, đúng rồi, thứ hai là tất cả là sự lắp ráp, thứ ba là đã có thì vô thường. Vì sao? Là vì cái sau nó phủ nhận cái trước, cái sau nó thay thế cho cái trước. Cái bài kinh này nó nói chỗ đó, cái sau nó thay thế cái trước, nó phủ nhận cái trước. Thí dụ như là cái nhỏ nó phải phát triển lớn thì nó phải biến dạng, biến tướng, không còn là cái nhỏ nữa, để nó lớn hơn, nó ra một hình dạng khác. Và cứ như vậy nó đi tới và mọi thứ nó bị đẩy về phía trước để mà cùng đến cái cội chết. Thì khi mà giả sói này nghe như vậy thì ông là giúp hiểu ra được một vấn đề, hiểu ra được những vấn đề mà mình đang ghi trên đây này. Vạn pháp vô duyên mà có, tất cả là sự lắp ráp, và đã có thì phải vô thường là vậy đó. Cái sâu của bài kinh định nằm bên đó, tại chỗ đó đó. Tại vì mình có thói quen là mình ghép thành một. Mà tôi nhắc lại một lần nữa là ở trong, để coi, 25 với 5 với 10 là bao nhiêu ta? 25 rồi 5 rồi 10 là bao nhiêu? Là 40, nghe là 40. Là 40 khía cạnh nha. Nha. 40 khía cạnh. 40 khía cạnh
tám đứa nhé. Rồi vô thường thì 10 nhé. Rồi khổ là 25 nhé. Rồi vô ngã là 5 nhé. Thì trong những cái khía cạnh này nè, trong đó có một cái cạnh là người lạ. Đặc biệt như vậy, danh sắc phải được xem là người lạ. Tôi nhớ tôi có viết một cái bài, là bài Lễ Giang người ta, bài Lễ Giang, trong đó tôi có nói đến khía cạnh này. Có nghĩa là mình từ đó thì mình khổ là bởi vì mình cứ nhìn về mình từ góc độ của mình. Mình nhìn về bản thân mình á, từ cái góc độ của mình. Cho nên mình thấy mọi thứ là mình là của mình. Cho nên ai đụng tới mình, ai chỉ làm cái gì đó đối với mình thì mình nghĩ rằng mình đang bị tổn thương. Cái thật ra một hành giả mà họ quan sát thì họ không có nhìn mình từ góc độ của bản thân mình, mà họ nhìn về mình như là họ nhìn một cái ai đó vậy đó. Trong đó có cái cảnh gọi là người lạ là vậy đó, cái cảnh người lạ. Thì nếu mình có nhìn quan sát cái thân tâm này á, thì mình thấy rằng mình nó lạ lắm quý vị. Mình thấy rằng bây giờ nó tới giờ nó khát nước này, nó muốn uống. Nó muốn uống rồi bây giờ nước vô tới rồi, bây giờ nó đang thích rồi, bây giờ nó no rồi, nó không thích nước nữa, bây giờ nó không muốn ngồi nữa, bây giờ nó muốn đi nè, đó, bây giờ nó muốn đi rồi bây giờ nó đang phiền nè, nó đang phóng tâm đây rồi, nó đang nhớ chuyện tầm bậy nè, rồi nó đang bực mình đây nè, rồi nó đang giận, đây là tâm sân, đây tâm sân rồi, thì có một âm thanh xuất hiện. Âm thanh xuất hiện đúng rồi, bây giờ bắt đầu nó tham rồi, bây giờ nó đang vui đúng nó đang vui. Nếu mà nhìn kỹ như vậy thì các vị sẽ thấy rằng nó thú vị lắm. Nó thú vị là mình quan sát mình như là mình đang nhìn một người lạ. Còn cái kiểu mà mình không có phải là chánh niệm, không có hiểu biết Phật Pháp, không có tu tập tứ niệm xứ thì mình nói đó nó hơi nặng nha. Mình không có khác con thú chỗ nào hết. Có nghĩa là cứ chạm tới là mình phập thôi. Và nó có một ví dụ này rất là hay nè. Dĩ nhiên tôi thấy hay mà tôi không tin là bà con cũng thấy hay. Đó là có một con, đó là con chó đó, khi mà bị người ta ném nó một cái cục đá hay là cục gạch thì nó sẽ táp cái cục gạch đó, nó sẽ giận cái cục gạch đó, chứ nó không có biết nghĩ những cái người mà đã tấn công nó. Dĩ nhiên chú trừ ở trên chó khô, mấy con chó mà của Âu Mỹ ấy, thì nó dĩ nhiên như mấy chó gà dê là rất là khôn mà nó mới nói. Nhưng mà những người thông thường, những con chó mà không phải là loại khôn đó ha, thì hay khi mà hoặc như mình thấy con rắn chẳng hạn, mà lấy cái cây mình khều nó thì nó cắn cái cây, nó dồn hết cái giận nó vô cái cây đó, thì mình tưởng cái con đó nó ngu, nhưng mà thật ra mình cũng phải, mình toàn là giải quyết cái ngọn thôi mà, chứ mình mới giải quyết cái gốc. Thí dụ như bây giờ người ta chửi mình, người ta đánh mình, tại sao mình giận? Là bởi vì mình cứ tập trung vô cái cục nợ này không mà. Tập trung vô cái cục nợ này nghĩa là đây là tôi nè, bây giờ người ta chạm vào trong đó là người ta chạm vào tôi nè, nhưng mà cái gốc khổ vốn không phải là nằm ở đây, mà nó nằm ở cái ngộ nhận của mình. Vì A-la-hán bị đánh, bị chửi, bị giết, cái này không có giận cái người tấn công các ngài, vì các ngài biết rõ cái tấn công đó là cái gì, và cái cục nợ này nó là cái gì, và vì đâu mà người ta không tấn công người khác mà người ta lại tấn công cái chỗ này, tại sao? Đó là tiền nghiệp nha. Tại sao hôm qua mình không bị mà tại sao bữa nay mình bị? Vì anh hát thấy rõ chỗ đó. Ngoài cái chuyện mà ngày không còn tấm sân thì nó còn chuyện đó là ngày hiểu rất là rõ, ngày hiểu bằng tất cả cái niềm tin, bằng tất cả sự xác tín. Còn mình thì sao? Mình á, tôi nói hoài mà tôi biết bà con cứ tưởng mà tôi kiếm dịp để tôi kể chuyện cười, chứ không phải. Cái chuyện đó chuyện tôi rất là tâm đắc. Cái chuyện cái anh chàng mà anh tưởng đó là hột thóc, không biết các vị còn nhớ cái đó không? Anh tưởng đó là hột thóc rồi anh sợ gà ăn. Rồi tới lúc mà anh đi vào bệnh viện tâm thần á, chữa trị đàng hoàng, anh về đó thì anh biết ảnh là con người chứ không phải là hột thóc. Cái câu chuyện nó sâu lắm, rất là sâu. Anh biết ảnh là, kể từ bây giờ anh biết rồi, anh biết ảnh là con người chứ không phải hột thóc. Nhưng mà nó ảnh vẫn còn ngờ ngợ, ảnh sợ rằng á, ảnh không phải là hạt thóc nhưng mấy con gà nó không có biết đó. Nó hay cái chỗ đó, ảnh sợ mấy con gà nó không có biết thì nó ăn ảnh. Nói như vậy có nghĩa rằng cái biết của ảnh á, cái mà ảnh biết ảnh là con người không phải hạt thóc,
cái biết đó nó y hệt như là cái biết của Phật tử chúng ta mà biết về Phật pháp, biết về giáo lý, nó ra được cái vậy nha. Sự thật nó giống y chang như vậy. Có nghĩa là sao? Anh biết anh là hạt thóc, anh tưởng anh là hạt thóc thì anh trốn với con gà thì đúng. Nó là khùng, mới nói cái gì khùng, nó là thiên nhiên lắm, mà anh chàng nó cao siêu lắm mà không có nói thôi. Nhưng mà tới lúc mà anh đã được chữa bệnh rồi, anh về anh biết anh là con người rồi, nhưng mà anh vẫn còn ngợ, anh sợ với con gà này, còn biết là anh nuốt anh. Mà các vị nghĩ, nếu mà anh biết anh là con người mà anh vẫn còn sợ mấy con gà, có nghĩa là thì biết anh có vấn đề. Vì sao? Vì cái hình dáng anh làm sao mà con gà nó tưởng lầm là hạt thấp được. Cái trọng lượng của mấy con gà là bao nhiêu, trọng lượng của anh là bao nhiêu, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái hạt thóc có trọng lượng nó bao nhiêu, mà trọng lượng của anh là bao nhiêu, đó là điều thứ hai. Vậy mà anh cứ sợ con gà đấy không có biết. Có nghĩa là cái biết của anh nó có vấn đề. Anh nói là anh biết, nhưng thật ra cái biết anh biết vay mượn từ bác sĩ, từ y tá, từ bệnh viện thôi. Họ cứ nhồi nhét ảnh, họ tuyên truyền nhồi sọ ảnh là anh là con người, anh không phải là hạt thóc. Giống như mình đi chùa, mình nghe pháp, mình chỉ biết tăng ni danh sách cho mình biết ở đây là danh sách, đây không phải là chúng ta nha, nhớ. Dạ dạ, biết mà, đâu có ngu gì đâu, nhắc hoài, biết mà, biết. Vậy chứ chỉ cần người ta nói nặng mà làm. Nói như vậy đó mà, trong kinh mới nói là sắp đề của tôi cho năng mà tất cả phàm phu đều là những người mất trí là chỗ đó, y chang như vậy đó nha. Ok, cho nên tôi nhắc lại, ở đây Đức Phật này mô tả cái quá trình sinh học của một con người nha, theo cái quan điểm của thời đó, theo ngôn ngữ của thời đó. Chứ nếu mà ngày có mặt hôm nay thì ngày phải nói về cái biology còn hay hơn mình nữa nha. Ok, tiếp theo là bài kinh, bài kinh Sắc Cát, bài kinh Sắc Cát, bài kinh Sắc Cát. Bài kinh này thì trong đây nói rằng có gì để giải thích hết nha. Bài kinh này có gì hết, bài kinh này trong đây nói có gì giải thích, hiểu tức có nghĩa là mình thấy sao mình hiểu vậy. Có một giả soa đi tới nói với ngài, nói với ngài đó là một cái điểm đặc biệt là giả soa này đó thì có lòng kính tin Đức Phật chứ không phải là không có. Nhưng mà vị giả soa này đó là trong kinh nói rằng đó, có lòng kính tin, nhưng mà giả soa này là ma ra bạc kỳ cái, có nghĩa là dịch trên tiếng ngôn ngữ vậy nghe kỳ quá, biết gì là member hay là gì đó. Tức là các vị nhớ đó là mỗi khi mà ác ma thiên tử đó, ma vương ấy mà cần quy động một cái đám đông mà đi phá làng phá xóm đó, thì phải có nhiều người họ ủng hộ trong đó, gồm đã thì gồm có giả soa, rồi có những vị trời cõi này cõi kia, những vị họ thấy họ thích họ mới đi theo làm thêm nhiều cái đám gọi là cô hồn các đảng mà đi phá người ta đó. Thì những cái người mà ác ma đó là cõi dục thiên cao nhất, cõi tha hóa tự tại, dục thiên cao nhất. Nhưng khi mà ác ma cần có một cái đám đông đó thì ác ma có thể sử dụng luôn cả sử dụng luôn cả những cái đám đông ở những cõi thấp hơn vẫn được làm được một đám càng hùng hậu càng tốt. Chẳng hạn như trong cái đêm mà Đức Thế Tôn giảng cái bên kinh đại hội đó thì coi như là hằng hà sa số, cái đám này nó tới đông lắm nha. Thì cái đám này đó gọi là ma ra bạc kỳ cát, tất cả là một phe thuộc về phe một nhóm nha, một nhóm ma ra bạc kỳ cát là một phe một nhóm. Thì ở đây ai tin không tin thì tùy, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là cái chỗ chỉ riêng cái chữ này ma ra bắt cái cá nó gợi ý thì mình cũng chịu rất là quan trọng, đó là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ngưu tầm ngưu và mã tầm mã có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong cái dòng luân hồi của mình ấy, cái khuynh hướng tâm lý của mình như thế nào thì mình sẽ đi về, mình cộng trú với những cái người mà giống như vậy, là cái sự cộng sinh cộng hưởng là chỗ đó đó. Nhớ cái đó. Tại sao hôm nay mình phải tu tập? Là thứ nhất là mình tu tập là để bào mòn ác pháp, vung bồi thiện pháp, và còn cái nữa là mình tạo ra cái sự tương thông với các bậc hiền trí hiền thánh ở đời. Còn mình làm ác á, thứ nhất là mình gieo cái nhân khổ, thứ hai nữa là mình tạo ra cái sự tương thông, tương nha, tương với thái tư, tương thông với những cái ác. Phải nhớ cái này. Có nghĩa là mình có cái tật mình bỏng sẻn nè, nhiều chuyện nè, nóng tính nè, nhỏ mọn nè, giả dối nè,
thì tất cả những tật xấu này nè, đúng, nó là nghiệp bất thiện, nó sẽ đem lại cái quả khổ cho mình, đúng rồi đó. Nhưng mà cái, nó còn cái nguy nữa, các vị còn nghe rõ không? Tự nhiên nó có người kêu phone, tôi nghĩ có lẽ người ta còn nghe mới được. Các vị nghe rõ không? Dạ, vô cùng xin lỗi bà con. Dạ, vô cùng xin lỗi. Từ sáng nay có thợ tới đó, Phật tử họ cực nhắc. Họ nhắc, họ còn hỏi sáng nay có giảng không? Ok. Dạ rồi. Cho nên cái điều quan trọng là có những cái bài kinh mà quý vị làm ơn nhớ là không phải là tôi cố ý được vẽ vời thêm, không phải mà vẽ vời mới nấu lạc được thôi, tôi không ăn uống được gì đâu. Nhưng mà cái nội dung này cũng vậy, ông biết Đức Phật, ông hiểu Ngài là bậc giác ngộ, nhưng mà ông không có hoan nghỉ để hoạt động với Ngài. Ông muốn là bây giờ là Ngài cứ lăn đùng ra, Ngài viên tịch đi, đừng có làm gì hết, đừng có đi thuyết giảng, đừng có làm gì hết. Đó, thì Đức Phật mới giải thích, là Ngài là người đã đi, đã giải thoát rồi, thì không có cái lý do gì Ngài từ bỏ chúng sinh. Mình đã là người qua sông, mình đã có cái chiếc thuyền, mình đã có chiếc thuyền trên sông, thì thấy người ta chết đuối, thấy người ta cần sự giúp đỡ thì mình cũng ra tay mình giúp, chứ đâu có lý do gì mà mình không bao giờ ngó tới người khác, mình sống phải có ta có người chứ. Đại khái như vậy. Rồi kinh này thì không có, trong kinh không giải thích nhiều, có nghĩa là mình đọc làm sao mình hiểu như vậy ha, chứ không có điểm gì đặc biệt. Nhưng cái sâu ở bài kinh này nó nằm ở cái chỗ là mình sống như thế nào mà để mình đừng chống lại cái thiện, mình đừng có ác cảm với cái thiện, và mình sống như thế nào mà mình có thể tương thông được với bậc thiện trí. Thì mình sống, mình đừng có sống theo cái kiểu mà chỉ có thể chơi được với người ác thì tệ lắm nha. Và ở đây các vị cũng biết, như các vị cũng biết là thiện nhân nó chỉ hòa tan cái thiện nhân nha. Và chúng ta cũng biết rằng có nhiều thứ bỏ vô trong nước nó tan, mà có nhiều thứ để vô nước nó tan liền, còn có những thứ để tự nhiên cũng tan thành nước nữa nha. Thì cũng vậy, có những người mà họ đến bên cạnh người thiện, họ mau chóng trở thành người thiện, còn tối thiểu họ cũng là thừa tiếp hoặc là ân kim cái lợi lạc từ người thiện. Nhưng mà có những kẻ đó là nó chỉ có thể hấp thụ, chịu ảnh hưởng, chịu tác động từ người ác thôi. Ở gần người ác là nó lây rất là nhanh, nhưng mà ở gần người thiện thì nó quá ớt kìa. Thì cái nguy hiểm, cái đó là cái điều đáng để mình lưu tâm nha. Học cái bệnh kinh này thấy nó vắng tắt, nhưng mà nó mở ra cho mình vấn đề rất là lớn, là anh sống như thế nào đó mà anh chỉ có thể nhận được cái sự tác động từ người ác thôi. Còn cái từ người thiện anh chỉ là một cái tấm ni lông hoặc cái sân xi măng trong cơn mưa thôi nha, để chết nha. Anh nói là người thiện mình giống như là cái muỗng nằm trong nồi canh như vậy là cũng có được. Tối thiểu mình cũng phải là cái lưỡi chứ, dù nó ở xa này canh nhưng mà nó có thể nếp trong nồi canh nha. Còn cái kiểu là cũng có thần thông nha, cũng có thần thông, cũng có biết này biết kia, nhưng mà đối với hiền thánh thì chết quá rồi xong. Trong cái kênh đi qua về kênh Suy Chí Lù mới nha, kênh Suy Chí Lù mới. Suy Chí ở đây là cái kim, mấy bạn như cô phải học cái chữ này. Suy Chí là cái kim, cây kim mai vá, cây kim để mai vá, cây kim ấy, số chín là cây kim, lô má đó là long, là sợi long, hoặc là cái cọng long, nhé, lô má là long. Số chín lô má là cái long mà nó cứng, mà nó nhọn như kim. Số chí lô má, số chí lô má là long cứng như kim. Làm sao? Trong kinh chú giải giải thích là vào đời Phật Ca Diếp, tức là Đức Phật Chánh Đẳng Giác mà trước Phật Thích Ca đấy, trong cái thời cái vị đó, tức là giáo pháp, thì có một cái vị tỳ kheo đó lười biếng, tu hành thì phải nói là trong sạch chân chánh đúng, nhưng mà thí dụ như khi mà mệt mỏi thì bạ đâu nằm đó, với lên cũng có phạm, tu hành thì không lành lắm, nhưng còn cái thói quen là biết bạ đâu nằm đó mà không có ý tứ nhìn trước trông sau gì hết. Có những khi mình lấy mồ hôi mồ kê bụi bặm vậy đó mà muốn nằm là cứ thấy chỗ nào nằm được cứ leo lên nằm. Mà thấy trong luật ấy, thì ở mỗi một cái trú xứ tỳ kheo như vậy đó, thời Đức Phật thì luôn luôn không ai bắt buộc hết, nhưng mà luôn luôn chư tăng, chú giải nói cái chỗ đó tôi rất quan hệ,
có những vị tỳ kheo ở xa bên ngoài Ấn Độ ha, hoặc là bên trong Ấn Độ mà ở những cái vùng sâu vùng xa, nhưng mà bao giờ cái trú xứ của vị đó cũng có sẵn sàng một cái chỗ ngồi rất là đàng hoàng, bởi vì họ nghĩ rất có thể Thế Tôn sẽ đến, rất có thể Thế Tôn sẽ đến đây, bởi vì người như Thế Tôn thì cái sự có mặt ở nơi này nơi kia nó không phải là vấn đề, không phải như mình phải đi mua vé máy bay không cần nha. Cho nên nó là đâu mà cũng có một chỗ ngồi đàng trang trọng nhìn như Thế Tôn. Còn cái ngày không còn nữa nó thì những cái chỗ nào mà ở mà nó rộng rãi chút, ta hay dành một cái chỗ đặc biệt dành cho các vị tôn túc trưởng lão, lỡ có vị tới thì mình cũng có chỗ để mình mời các vị ngồi nha. Chỉ ở đâu cũng vậy hết. Chỉ ở đây đó vị tỳ kheo này đó là khi mà ông đã tới cơn cũng buồn ngủ, và tới lúc ông mỏi mệt ông muốn nằm nghỉ một chút gì đó thì ông bạ đâu nằm đó, mà bất kể là mình mấy ông trong lúc đó nó ở trong cái tình trạng nào, sạch dơ bụi bặm mồ hôi nhầy nhụa nhớt nhát ha, thì chính vì cái thói quen đó đó cho nên cái việc biết rằng nó là một cái ác nghiệp dễ sợ. Mình đó mình đâu có ngờ cái đó hết, mình đâu có ngờ chuyện này. Cái thói quen mà như vậy đó, tức nghĩa là mình bất kể người khác, mình bất kể người khác, mình sinh hoạt như ý theo cái ý của mình như vậy đó. Mình thì cái chỗ người đang dọn sạch sẽ mà mình mang nguyên cái lưng, nguyên cái tấm thân dơ bẩn mình trây lên đó thì tôi gớm, mình không dám nằm nữa, ta sẽ khó chịu. Thì chính từ chỗ đó đó, nhất là đồ của tăng đó chứ, của tập thể đó. Cho nên cái vị tỳ kheo này chết rồi đó, nó sanh lòng của dạ xoa mà có cái lông đó, nó cứng như là cái kim. Bản thân vì nó rất là khổ sở với này. Cái vị tưởng tượng như cả người cái vị toàn là kim không à, toàn là gai không à, làm sao không có chịu được. Và cái vị, và cái vị đó phải chịu cái khổ này trong suốt một cái thời gian mà Pali, tiếng Pali gọi là put thanh taraka đó. Uttantrakala có nghĩa là khoảng thời gian giữa hai vị Phật. Đây là cái chữ mà được nhắc tới, được nhắc rất là thường nha. Cái chữ này là chữ rất là thường dùng ở trong kinh. Uttantrakala có nghĩa là khoảng thời gian giữa hai vị Phật lâu lắm, lâu lắm nha. Cái chuyện như vậy. Và nó lâu đến mức mà vị này là coi như là cái lòng sao lãng Phật Pháp. Lâu đến mức mà lòng sâu sao lãng Phật Pháp là các vị phải biết lâu lắm nha. Tôi cũng từng gặp những vị sư hoàng tục. Hoàng tục ít ít thì còn được. Chứ còn mà lâu quá đó thì mình nhìn họ không còn cái dấu vết của một sư nữa. Mà mai là chỉ có một hai chục năm đó. Tôi nhớ tôi đã từng gặp những vị đó. Tức là biết ngày xưa là như kỳ rồi tôi đi Pháp, tôi có gặp một vị mới đây nè, tôi có gặp một vị hoàng tục. Hoàng tục thì dĩ nhiên thì cũng người cũng hiền lành lắm, cũng có đức tin lắm, nhưng mà mình khi mình tiếp xúc mình thấy không có cái dấu vết nào của một nhà sư hết, hết rồi, đã phai phôi rồi. Còn có nhiều vị thì mới còn, cho nên là tình ngỡ nó quên đi, nhưng tình bỗng hiện về, người ngỡ đầu bỗng ra xong thì ngỡ, nhưng mà bỗng về quá thơm thang. Nhưng mà có vị mà đã đi rồi thì vẫn bị sống quần tập là lâu quá quên. Tại sao tôi nhấn mạnh chỉ là bởi vì có cái chuyện này, mình là tỳ kheo mà tới lúc mình gặp một cái vị Phật thì mình lại trách quốc đó. Nãy giờ tôi đi một vòng giống như lạc đề đó, là để tôi giải thích tại sao nó có trường hợp đó. Thì các vị thấy không, tức là mình là tỳ kheo mà mình gặp một cái vị Phật mà mình rất quốc thì hai giả so đi ngang. Thì giả so thứ nhất là Suchilo Má, giả so thứ hai là Khara. Mà Khara trong tiếng Mali nó có nghĩa là gồ ghề. Tiếng Mali là cái chữ gồ ghề, sành sùi. Là sao? Là cái vị dạ xoa này nè, ông Khá Ráo này nè, ổng cũng trong thời Phật Ca Diếp, ổng là một thiện nam. Phải ghi cho người quên ha. Dạ xoa Khá Ráo vốn là một thiện nam. Còn cái Xú Chí Lô Mát vốn là một tỳ kheo, cái ghi rõ vậy đó. Mà cả hai có tiền nghiệp
giống nhau là chi? Là thiếu ý tứ trong việc sử dụng vật dụng tài sản của chư tăng. Đó, cái tội vậy đó, là thiếu ý tứ trong việc sử dụng tài sản của chư tăng. Mà mình cũng phải hiểu thêm đó, là chẳng những chư tăng mà là của tập thể cũng vậy nha. Ở những xứ văn minh ấy, cái gì thuộc về tập thể người ta trân trọng lắm nha. Trân trọng lắm. Nói ra thì xấu hổ chứ có rất là nhiều lần tôi đứng ở bên đức của bên nghệ sĩ mà tôi nhìn thấy ngoài công viên mà nó có những cái ghế đá mà hoặc là có những cái băng mà nó nghỉ nóc, tôi nghĩ trong bụng, nghĩ là giống như mình là cái dân mình đi ra từ bên trong xứ mình ra, nó trời ơi cái này mà gặp bên mình nó chắc là nó 3 giây là biến mất. Ghế đẹp quá sự đẹp luôn nha, đẹp lắm. Quả cái nào mà không có đem về xài được thì cạy gỡ phá cho nó hư. Đó là cái xứ mà như Việt Nam đó, với Trung Quốc là có bị cái bệnh đó, hay cái gì mà tụi mình trọng trọng đó là mình không lấy được thì phải cạy gỡ cho nó hư. Như trên xe bus Caruza Việt Nam ngày xưa mình thấy là nó ngồi là cái đồ mà gạt bằng thuốc người ta gắn cho nó là nó cạy bung ra, rồi còn cái ghế nệm người ta là nó ngồi nó gỡ, nó lấy dao nó rập, nó móc, nó làm cho tanh bành té lẹ là nó mới chịu nha. Cái đó là cái thói quen không có tốt. Thế là cái gì mà phải của mình thì lấy được thì lấy, phá được thì phá cho nó đã, chứ còn mà mình thấy mình để nguyên mình chuyển không được. Đó, nó có trường hợp đó, nó có trường hợp đó đó, cái thói quen đó nó nguy hiểm, nó không được văn minh, nó không được văn minh. Thì hai cái ông này cũng vậy, tức là cơn lên rồi muốn nằm đâu nằm, mà mình biết là khi mình nằm dơ như vậy người ta sẽ khó chịu, nó không dám nằm. Hoặc lỡ mà người ta kẹt mà phải nằm mà người ta cũng gốm chứ lắm. Thì cái cảm giác mà khó chịu của người ta đó, đó là do chính mình trao tặng, chính mình là người đem lại cảm giác khó chịu cho người ta. Thì cái cảm giác đó nó mình cố ý đem lại cảm giác đó cho người ta thì nó tạo ra một cái quả là đời này mình sinh ra mình đã như vậy. Thì ở trong đây đó nói rằng cái ông số chi lô má này nè là ông sinh ra người ông long như là kim vậy đó, còn cái khá rá này đó thì cái ông sinh ra là ông làm vợ xoa hả, ông chết ông làm vợ xoa, ông có một cái lưng sành sùi y chang như là cá sấu vậy đó. Sung sung mà đó, sung sung mà đó, chữ sung này là m chấm dưới ha, còn cái chữ ma đó này đó, chữ ma trên đầu nó có cái dấu quyền nghe, sung mà đó, làm ơn viết lại giùm được không? Sung sung mà đó là con cá sấu. À, sùng sùng mẹ đó đúng rồi, là con cá sấu, cái lưng của ông nó giống như con cá sấu vậy đó, nó xanh xùi y chang. Bởi vì ngày xưa là ông đã cố ý ông gieo rắc cho người ta cái cảm giác khó chịu, cho đến đời này ông sinh ra ông phải bị như vậy đó, nhớ nha. Nhớ gì thì ông khá rá này thì nó ngang cũng ông cũng tốt, ông cũng không nói nổi tệ. Khi mà ông gặp Đức Phật như vậy đó thì ông mới nói đây là một vị sa môn. Cái điều này tôi đã nói, nhớ tôi nói hôm trước rồi, đừng có tưởng là có thần thông cái gì cũng biết. Nếu mình thiếu đức tin, mình thiếu trí tuệ, mình thiếu kiến thức thì cái thần thông nó đối với mình nó giống như cái ống dòm vậy đó, nó giống như cái đèn pin vậy đó. Thứ nghĩa là nó rọi ra, nó soi cho mình thấy một số chuyện mà người ta không có thấy, nhưng mà mình là một thằng dốt cho nên cái mình thấy thì mình cũng không biết nó là cái gì nha. Các vị có đồng ý với tôi chỗ, ví dụ như bây giờ mình không biết computer, mình không biết sử dụng laptop, mình không biết internet là gì hết. Thì bây giờ ban đêm đó, mình đi trên đường mình thấy nó mờ mờ, có cái gì nó hình chữ nhật, nó hình vuông vuông dài dài, cái gì hình vuông hình chữ nhật hình tròn gì đó, mình mới bật đèn pin mình gọi, mình thấy đây là cái laptop. Nhưng mà cái người biết thì họ gọi là đó là laptop, còn người không biết họ chỉ biết là cái máy electronic thôi, một cái electronic device, chứ họ không biết nó là cái gì và xài như thế nào nha. Rồi bữa hôm tôi nhớ tôi có nói nữa, mình ta có cái ống dòm, người ta nhìn sang mình là thấy đằng kia là có con bò, có con trâu, phải nó có cái bà nó đang đi rồi phải, thấy có chiếc xe hơi đậu đó, họ biết. Nhưng mà vì họ không có kiến thức cho nên họ chỉ biết chiếc xe là chiếc xe thôi, chứ họ không có biết cái trong chiếc xe đó nó gồm cái gì, cái cấu trúc, cái cơ cấu, cái vận hành của nó về mặt kỹ thuật là sao, ra sao họ không biết. Biết đó là con bò thôi, tất cả những cái gì nó biology là họ không hề biết đấy nha. Thì cái người có thần thông cũng vậy,
không có trí tuệ, không có niềm tin, không có Phật pháp, thì họ nhìn trái quốc giống như mình, mà mình ống giờ mình nhìn mình thấy đó là cái máy chứ không biết nó là máy gì đó. Phải nói rõ như vậy. Thì ở đây hai vị A-xoa nhìn thấy Thế Tôn, thì vị A-xoa Khá-ra mới nói là đây là một vị sa môn, chỉ vậy thôi. Chứ là má là nói không, đây không phải là sa môn, mà đây là sa môn giả cố hằng cách. Hay ít nhất khi đến khi ta biết được sa môn giả hay là sa môn thật, thì trong như giải mới nói thế này. Giả so số chí lô má có suy nghĩ, nếu mà ông này là ông thứ thiệt, ông không có sợ mình. Còn nếu mà ông là thứ dởm thì ông sẽ sợ mình. Cho nên giả so số chí lô má mới cố ý là dùng cái thân của mình ép sát vào thân của Thế Tôn. Thì lúc Đức Thế Tôn gọi là trong kinh nó là ngày nó tránh qua một bên. Appanamiti có nghĩa là tránh sang một bên, hoặc là dời đi, tránh sang một bên hay là dời đi. Trong kinh trong đó giải thích vậy, nhưng mà mình tiếng Việt mình hiểu là tránh sang một bên. Ca văn áp bá na mẹ thì là ngày rời đi, ngày né vào một bên. Đó, thì trong kinh nói thêm đó là hai vị so này rất là hôi hám, rất là dơ, giống như một con heo mà nó dính phân vậy đó, giống như một con heo mà dính phân vậy đó, con heo mà nó dính phân người á, thì nó không có gì để cho người ta sợ, nhưng mà tiếp xúc với để cho cái thân mình của mình mà đụng với con heo như này nó chuyện không nên. Trong kinh gọi là papaka là chuyện không nên. Nhưng mà tại vì ngày Minh Châu ngày dịch sát, ngày Minh Châu ngày dịch sát lắm, ngày dịch sát ngày dịch là nhưng xúc chạm với ông là điều đáng ghét, nhưng mà điều không nên. Papaka thân nó tại vì nó hôi hám, chứ không phải là cái thân nó giống, mà cái mùi đó nó hôi hám mà nó lại kim chua tủa chi chĩa ra như vậy đó. Thì ngày mới tránh vào một bên, chứ không phải ngày sợ. Thì lúc đó đó là giả sợ mới hỏi ngày có sợ hay không, mà nó khóc nó sợ, nhưng mà cái điều tiếp xúc gì là chuyện không có nên. Rồi xong rồi cái giả sợ mới hỏi ngài, dù sao giả sợ cũng từng là người đi tu mà, từng đi tu thì mới còn là chút ít mới đi hỏi ngài, hỏi ngài một cái câu kệ. Thì trong chú giải sẽ không có nói nhiều nha, chú giải không có nói nhiều về cái này, chỉ nói đại khái thôi, chỉ nói đại khái thì giải thích. Nếu nó gọi là có lý kinh ấy, thì nó có nhiều đây thì lại không có nói nhiều về lý kinh, mình lại nói về cái chuyện ở bên ngoài là nhiều, giải thích chữ nghĩa bên ngoài, ví dụ như giải thích cái chữ mà ác làm sao, rồi cái gì xin lỗi, thì cái chuyện mà không nên á, tiếp xúc với người ngươi không nên thì không nên làm sao, rồi né vòng bên là né ra làm sao, rồi cái chuyện mà nắm chân mà luyện là sao, giải thích rõ chỗ đó thôi. Nhưng mà còn cái ý kinh á thì ở đây không có nói nhiều. Thì trong đây thì giải thích một cách đơn giản, đó là giả so hỏi ngài đó là cái phiền não ở đâu nó ra. Phiền não ở đâu nó ra thì Đức Phật ngài giải thích là phiền não là nó do thân kiến mà ra. Ngài giải thích như vậy đó, ngài giải thích phiền não là do thân kiến mà ra, do thân kiến mà ra. Tất cả tham và sân, tức sự mê đắm và bất mãn, đều từ thân kiến mà có. Thân kiến là sự chấp ngã trong danh sắc, rồi cái gì nữa, ngũ uẩn, rồi cái gì nữa, 12 xứ, rồi cái gì nữa, 18 giới của mình, cho là một khối, và đó chính là bản thân mình. Rồi phải chứng được sơ quả mới lìa nhé.
thân ấy, tức là tất cả những sự mê đắm và bất mãn đều từ thân kiến mà có. Mà thân kiến là gì? Thân kiến là sự chấp ngã trong danh sắc này, trong ngũ uẩn 12 xứ và 18 giới. Làm sao? Nghĩa hồi nãy tôi đầu buổi giảng tôi có nói rồi, mình nhìn thấy cái gì đó mình thích là tại sao? Là bởi vì trong sâu thẳm tiềm thức của mình á, là mình coi cái nhãn thức, rồi cái nhãn cầu, rồi cái tấm thân này là một. Chứ nếu mà trong cái quan sát của một người hành giả đó thì không phải. Mình mà mình nhìn cái gì đó mình thích đó, nó là một cái quá trình hoạt động của một chuỗi tâm lý, một chuỗi thành tố tâm lý rất là phức tạp. Cặp mắt mình mới nhìn qua đó, cái gọi là thích hay không thích nó không phải là từ con mắt. Con mắt nó chỉ là từ chụp hình thôi. Còn cái chuyện mà mình thích hay là mình ghét hình ảnh đó là do cái tâm mình ở trong nó chuyển về cái cơ quan trung ương trong nó phân tích. Cái hình ảnh chỉ chụp hình thôi. Rồi còn cái cơ quan trung ương ở trong đó, cái tâm mình trong bắt đầu nó phân tích. Nó phân tích, thì là cái này nè, là cái bông, cái hoa nè, cái hoa này, hoa nào đàm tiếu, đang nở, hoa này hoa hiếm, thơm lắm. Hoa này nó là do má mình đem từ Nhật về nè. Cái này ở Việt Nam là không ai trồng được đâu, mà chỉ có nhà mình trồng được thôi. Ở đó cái cánh của nó màu tím, tím nhạt, phải rồi, phải. Cái nhụy của nó màu vàng, mà có chút xíu mùi thơm nhẹ nhẹ vô, đúng rồi, bông đầu của Nhật, cái quý đó. Thì tất cả những cái chi tiết này là do mình ở trong đó, mình mới phân tích và mình gọi như mình cung cấp, tự cung tự cấp, để cho mình nó có một cái khái niệm là bông bông quý, và từ đó mình mới thích. Đã. Chứ còn thật ra nó là tất cả là sự ghép nối thôi, chứ không có một khối như là mình nghĩ. Nếu mình hiểu rằng cái thân và tâm của mình đó, nó là sự ghép nối, thì mình không có thích như vậy. Tôi nhắc lại, hiểu một cách rốt ráo, hiểu một cách phải nói là từ thâm tâm, thấm thía tiêu hóa, chứ không phải hiểu một cách là nghe giảng, là ráng mình gồng ráng mình cắn răng mình chấp nhận trong đây mấy vị nói như vậy rồi. Mà tự mình phải là tu tập, phải có chánh niệm, phải hành tứ niệm xứ để mình thấy thật sự nó là như vậy. Nó là đồ ráp, nó là đồ ráp. Ví dụ như mình đói, khi mình đói lên rồi thì mình không có suy nghĩ được nhiều. Khi mình đói lên đó, mình không có thể, mình không có tiện, không có dễ dàng. Mình nghĩ đến cái bất tỉnh trong thức ăn và trong cái chuyện ăn uống, khó lắm. Nhưng mà khi mà mình ăn no rồi, hoặc là trong lúc mình không đói đó, thì mình mới có thời gian ngồi nghĩ làm gì ốm chết. Tôi nói thì các vị còn nhớ không? Các vị thứ tưởng tượng thôi. Các vị cứ nhai một cái món ăn gì đó rồi nhiễm vị nhả cho trong cái bịch đi lông. Quý vị uống cái gì đó rồi quý vị thay vì nuốt, quý vị chỉ ngậm ngậm rồi quý vị nhả được ni lông. Đầy một túi quý vị đeo trước ngực, nó gớm chết được. Nó gớm chết được. Nhưng mà tại sao cũng những thức ăn, những nước uống đó, mình cũng nhai, mình cũng nuốt, mà mình tống nó vô trong người mình rồi mình đi xúc miệng, thì mình không còn nhớ rằng trong người mình đang có đồ dơ. Chứ nếu mà bữa nào quý vị thử một lần, nó gớm lắm quý vị à, nó gớm dữ lắm. Tôi biết trong có người cười thầm, nghĩ rằng cái ổng ý ổng khoe ổng là hành giả, không có phải. Tôi không phải hành giả, nhưng mà ít ra quý vị cũng lớn tuổi rồi ha. Tôi nói quý vị lên đây là hình dung được mà. Mình nhai, rồi mình uống nước, hay là mình nhổ trong cái bịch ni lông á, mình đeo ở ngực của mình á, ha. Mình không dám ngủ, nó gớm chết được. Nó gớm chết được. Nhưng mà đó, cái mình ăn, mình nhai, mình nuốt cái trong miệng của mình, vuốt nuốt vô qua cổ mình rồi, rồi mình đi xúc miệng thì mình không có gớm nữa, nghe, mình không gớm nữa, mình không gớm nữa. Và lúc mình coi khi mình nghĩ là tất cả là một khối đó, thì bắt đầu mình mù mờ, mình mơ hồ, bắt đầu cái vô minh nó làm việc mạnh rồi. Chứ nếu mình có gan mình nhìn thấy từng phần, mình thấy thức ăn này này nè, là nó, ví dụ nó ăn chay nó là rau, nó là đậu. Còn nếu mà ăn mặn thì đây là cá, đây là thịt. Thì tất cả những thứ này cho dù mình không có chạm môi tới, không có chạm tay tới, chỉ cần mình nấu xong là mình đổ vô thùng rác, mình đổ vô cái chỗ chứa nào đó, thì với một cái thời gian nào đó, với một cái điều kiện nhiệt độ nào đó, thì nó cũng sẽ bốc mùi. Vậy mà mình giọng vô họng của mình, mình nuốt vô, mà mình không thấy gớm. Mà chưa kể là những thứ mà nó, lúc mà nó mới cái chạm, nó trộn với nước bọt của mình, nó là mình đã thấy lạnh hơn sống rồi. Tới lúc mà nó đi qua tới cái ruột già nó là phải thôi rồi luôn nha. Nó qua tới ruột già là xong rồi đó, nó chờ đi ra đó là thấy còn lắm sống nữa. Mà vì mình không có ngồi lại để mình quan sát cái này nha, mình không quan sát,
Mình có bao giờ mình chỉ nghĩ được rằng khi mình nằm ngủ như vậy, trong người mình nó có cả hai thứ, một thứ chưa tiêu hóa và một thứ đã tiêu hóa chờ tống ra ngoài. Mà mình ngủ với một đống như vậy, mình mang nó vô trong giường của mình ha, mình trùm mền nó, rồi bên ngoài cái mình bôi kem, rồi mình thoa dầu thơm ha, tóc thì gọi cho nó là nồng nặc ha, thơm phức ha, bát nhát lãng đạn ha. Nhưng mình không ngờ rằng là thật ra là mình đang là một cái thùng rác, mình đang lao chùi cái thùng rác đó và đem cái thùng rác đó lên giường đắp mền cho nó ngủ. Phải nói như vậy, nói là phủ phàng như vậy nha. Nói như vậy thì ở đây thân kiến là gì? Thân kiến là thấy được hết những điều đó, thấy được hết, thấy được đó là cái quá trình mà làm việc của danh sách. Tại sao có 12 xứ? 12 xứ có nghĩa là 6 căn 6 cảnh hết. Còn 18 giới có nghĩa là 6 căn 6 cảnh cộng 6, 6 thức. Còn 5 quẩn thì sắc thọ tưởng hành thức, mình đọc rồi. Còn nói gọn là danh và sắc. Thì hành giả có học Phật Pháp sẽ thấy tất cả chỉ là sự lắp ráp thôi, do nhân như duyên mà có, và đã có rồi thì phải vô thường. Đây là câu thần chú nha. Câu thần chú phải học thì làm gì? Tất cả đều là lắp ráp nha. Rồi cái điều do duyên mà có, rồi đã có rồi thì phải mất. Đây là cái câu thần chú hay vô cùng, hay hơn mấy cái ví dụ mà coi như là yết đế, đế ba la yết đế, hay là tất cả những thần chú đại minh chú gì cả. Đây là một câu thần chú mà trong đạo Phật mình thường nhớ. Tất cả đều là lắp ráp. Thứ hai, điều do duyên mà có. Thứ ba, đã có rồi thì phải mất. Mà cứ đọc hoài như vậy, đọc hoài, đọc ngay, đọc đêm, ở trong nhà của mình, đi làm hoặc là đi vô thiền viện Miến Điện, Miến thiền viện với Thái Lan, thiền viện Việt Nam, không cần biết, cứ là đọc hoài như vậy. Mà tôi bảo đảm 1000%, nếu mà đọc như thế này thì trong vòng 3 tháng, cái huệ căn là 3 tháng, mà động căn thì 6 tháng trở lên, cái lòng của quý vị nó nhẹ vô cùng. Và hồi xưa đến giờ đó là mình rất là dễ bị tổn thương, rất là dễ bị tổn thương. Có nghĩa là một cái nhìn của ai đó, hay là một cái nụ cười, một cái nụ cười nhếch môi, cười đểu, cười châm biếm của ai đó, một câu nói của ai đó, một sự xúc phạm của ai đó, dù ít dù nhiều đều làm cái tổn thương cái rất là dễ dàng. Nhưng mà kể từ khi mà cái vị trì niệm câu thần chú này đó, thì tôi nói rồi, chạy nhanh đó thì 3 tháng, mà chậm là 6 tháng, 1 năm trở lên, thì coi như đó là tôi nói rằng quý vị sẽ vững vô cùng. Người ta trì chú để không bị tai nạn, cái đó tôi không có tin. Nhưng mà tôi tin cái câu này, cái câu chú này, mà mình trì nó riết là không, tôi không hứa là sẽ tránh được tai nạn, nhưng mà tôi hứa là chuyện này là quý vị gặp tai nạn đó, cái lòng quý vị nó ngon lành hơn. Khi mà bị người ta tấn công, bị người ta làm cho mình tổn thương đó, cái khả năng chịu đựng, khả năng là thanh thản mình nó lớn hơn. Và như vậy này thì nó còn hơn cái thần chú nữa. Còn cái thần chú mà nó thần chú mà tiêu ta giải nạn, tôi không có tin. Đó thì cái tiền nghiệp của mình thì mà bằng thần chú mà trị hết thì tôi không tin gì này. Tôi là tu sĩ mà tôi thấy nó thiệt. Ba cái vụ thần chú tôi không tin, nhưng mà tôi lại tin cái chuyện này. Có nghĩa là mình thường xuyên mình trì niệm cái câu này nè, thì khi mình gặp chuyện á, không phải là mình được tiêu ta giải nạn, nhưng mà khi mình gặp chuyện ở lòng nó thanh thản hơn. Và tay có một câu rất là hay: cầu nguyện lúc gặp nạn không phải để thoát nạn, mà để lòng bình tĩnh trước tai nạn. Để cái câu này các vị còn nhớ không? Tôi biết trong kinh mình ai còn nhớ câu này không? Hay là già quá rồi bây giờ gần chết rồi quên cái câu này? Cái câu đó cũng là câu hay. Cầu nguyện lúc gặp nạn không phải để thoát nạn, mà để mình bình tĩnh trong lúc gặp nạn. Đó, cái đó mới là đặc biệt. Tôi hay bài người ta đọc thần chú, tôi không có tin thần chú, nhưng mà tôi hay bài mấy câu đó, tôi là thần chú. Mà nhiều khi nó còn hay hơn, nó còn là thần thiếm luôn chứ không thần chú nha. Cầu nguyện lúc gặp nạn không phải để thoát nạn, mà để mình được bình tĩnh ngay trong lúc gặp nạn. Đó, ok. Thì đây Đức Phật Ngài trả lời cho Dạ Xoa Xuất Chi Lô Má. Ngài trả lời Dạ Xoa Xuất Chi Lô Má. Ngài trả lời vừa xong thì Xuất Chi Lô Má hả? Chứng quả
sau khi nghe xong câu trả lời của ai, của Đức Phật, thì Su Chi Lô Ma chính sơ quả và lập tức được hưởng thiên lạc tất cả long kim đều rụng mất. Rồi gì nữa, không tiếp tục ăn đồ dơ như trước đây, và trú xứ cũng trở nên thanh tịnh và cao sang. Do cái quy lực của quả vị dự lưu đó, về kinh thân vậy đó. Tại sao mấy cái này tôi không nói mà tôi lại viết, là bởi vì tôi sợ bà con là viết không nhĩ của tôi nha. Viết cho nó gọn. Sau khi nghe xong câu trả lời của Đức Phật, thì Su Chi Lô Ma chứng sơ quả và lập tức hưởng thiên lạc. Đấy, thiên lạc. Thiên lạc có nghĩa là niềm vui của chư thiên đó. Làm sao? Tức là theo trong kinh Đức Phật này dạy đó, là này các tỳ kheo, vị chuyển lên thánh vương không có bệnh hoạn gì hết, vì như thế suốt đời chỉ có sáu cái gọi là bệnh thôi, đó là nóng, lạnh, đói, khát và tiểu tiện. Vị chuyển lên thánh vương là sống trường thọ, vị chuyển lên thánh vương là không có bệnh hoạn gì hết, chỉ có sáu cái đó thôi, nóng, lạnh, đói, khát. Tức là cũng có lúc đói chứ, chứ không phải là đói khát hiểu theo nghĩa của mình. Nóng, lạnh, đói, khát và tiêu tiểu thôi. Vì nó sẽ không có bệnh hoạn gì hết, mà có được bảy báo, có như tiền bạc, rồi tình cảm, gia tài, quyền lực, cái gì cũng có. Tuy nhiên, này các vị khéo, cái gọi là hạnh phúc của một vị chuyển linh vương không bằng một phần nhỏ xíu của chư thiên. Đó, cho nên cái thiên lạc là vậy đó. Bây giờ tôi cũng chẳng cần là chư thiên, mà tôi cũng chẳng cần là chuyển linh vương, tôi vẫn hoàn toàn có thể hiểu được cái sự chênh lệch đó như thế nào. Tại sao tôi hiểu được? Các vị thử tưởng tượng đi, mình đi đâu mình cũng phải lê cái cục thịt mấy chục ký lô này ha. Đôi khi người ta không có, người ta như một lần khối, chỉ vậy là đã thấy người ta sung sướng hơn mình rồi. Còn mình nói mình là chuyển linh vương, đúng, sướng thiệt, nhưng mà sướng là so với nhân loại với nhau thôi. Chứ bây giờ đi đâu bên người cũng phải lê cái cục thịt mấy chục ký này, có phải phiền không? Rồi lúc ngồi lâu nó mỏi, có chứ. Cơ thể khỏe mạnh thì khỏe, thì đi nó cũng mỏi, ngồi cũng mỏi. Nằm lâu á thì nó cũng có lúc nó nực, nó ra mồ hôi, có chứ sao không? À, rồi lúc ăn thì dĩ nhiên giữ lên thức vương thì cái ngày ăn uống thì chừng mực, đúng. Nhưng mà mình phải nhìn nhận là cái cảm giác của một người mà vừa ăn xong mà nó không như đói. Mà chính cái sự mà khác biệt này nó, đối với tôi mà nói đó, thì nó cũng phải là chuyện hay ho gì. Mà cái mà tôi muốn đó, thật sự mà tôi mong mỏi đó là tôi đừng bao giờ đói, mà cũng đừng bao giờ có cảm giác no. Mà tôi chỉ muốn có cảm giác không đói, không no. Tôi muốn đi đâu thì tôi đi nha. Ở Orlando nó có một cái chỗ nó kêu là Disney World. Ở trong đó nó có một cái show nó kêu là E.T. Đã lắm, hôm đó tôi suy mà tôi già là mà tôi đi tôi khoe cái này thì kỳ. Các bạn biết giấc trưa thì nắng chang chang, mình vô trong đó nó tối thui mà mát lạnh, ngồi trong đó và họ tạo cho mình cái cảm giác là mình đang trôi trong vũ trụ. Cái cảm giác nó sướng vô cùng. Tôi nói lại, tôi không phải là trời, là chư thiên gì hết, mà tôi cái mà tôi mê không phải là tiên nữ, không phải là cung vàng điện ngọc trầm hương pha lê, mà cái mà tôi mê nhất đó là cảm giác được trôi, được bay trong cái vũ trụ vô cùng vô tận, bay hoài như vậy. Tôi không muốn niết bàn đâu quý vị, mà tôi chỉ ngán có một chuyện thôi, đó là sống hết tuổi thọ rồi nó đọa. Chỉ vì cái đó đó mà tôi nghĩ phải niết bàn. Chứ còn nếu mà đời đời kiếp kiếp đừng có sa đọa mà cứ bay hoài trong phương vũ trụ đã lắm quý vị. Cứ thấy cái tinh tú vì sao đừng ngộ thì mình tắp lên đó mình coi, mình coi xong bay đi nữa đã. Mà tại sao tôi nói lạc đề như vậy? Bởi vì tôi muốn nói đến cái gọi là thiên lạc đó quý vị. Thiên lạc
cái họ không có bị giới hạn ở trong cái tốc độ, họ không có bị giới hạn ở trong cái trọng lượng, họ không có bị giới hạn trong những điều kiện sinh hoạt thường nhật, mà họ nằm ngoài tất cả, đi đứng thoải mái, không hề bị giới hạn gì hết. Ok. Một chuyện nhỏ xíu như vậy thôi nó cũng đáng để mình phải suy tư nha. Có nghĩa là tâm hồn của mình nó như thế nào thì mình mới có được một cái cảnh giới sinh hoạt như vậy nha. Và nói cho rốt ráo thì sao, dầu là nhân lạc hay thiên lạc thì nó cũng lúc nó mất, là vì vạn pháp là chỉ là sự lắp ráp, vạn pháp do duyên mà có, và có rồi thì cũng phải có lúc kết thúc. Ok, bây giờ mình học qua bài kinh tiếp theo là bài kinh Manifesta. Bài kinh này không có gì đặc biệt hết, có nghĩa là bà con liếc vào ha, bà con liếc vào thì coi như là hiểu ngay. Bài kinh này chúng giải nói gì hết, trời sáng cái này nó trời mưa, mưa mà mưa từ hồi khuya tới bây giờ không có gì nó đã cho mình, ngồi nhìn ra rừng, rừng mưa đó. Giờ tôi trong lưu giảng xong cái này rồi, tôi ngồi một mình, tôi đã biết. Trước nay 12 giờ mới phê đi xuống trường, ok. Không có gì xuống như bằng mưa, nằm nghe mưa đêm. Ok, bài kinh này là một vị dạ so có một cái nhìn rất đổi là Phật tử, ha. Vị này có một cái nhìn rất là Phật tử. Vị này đó, đến thưa với Đức Phật, không phải hỏi mà đến thưa với Ngài cái điều mà mình thấy tâm đắc. Vị này thưa với Ngài rằng là không có gì mà nó sung sướng cho bằng, không có gì mà nó hay hơn cho bằng sống một đời chánh niệm. Tôi biết, tôi nhớ tôi có nói cái này mà bà biết, bà con còn nhớ không? Tôi nói thử sống một ngày chánh niệm đi, sẽ thấy rằng toàn bộ vấn đề của thế giới, tất cả vấn đề của thế giới đều đi ra từ sự thất niệm. Dễ sợ như vậy, dễ sợ như vậy. Tức là một cái người không có tin Phật pháp á, thì họ nghe gì cái họ tá quả, họ nghĩ như mình thổi phồng, mình cường điệu, mà thật sự vậy. Chính niệm đây là gì? Nói một cách đơn giản thôi, là ý thức rõ ràng mọi sự đang diễn ra. Chỉ vậy thôi, mindfulness, mindful, chỉ vậy thôi nha. Ý thức rõ ràng mọi sự đang diễn ra, mình nhìn ngắm mọi sự một cách gọi là có ý thức, một sự tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì, biết rõ cái gì đang diễn ra. Đó thì tôi phải nói rõ rằng là các vị có học hết tam đạn nên là các vị sống thất niệm ha. Thì đối với tôi, cái người như vậy đã chết rồi mình chưa có chôn, và tôi nói thật là sao gọi là chết rồi mình chưa chôn, có nghĩa là anh đi đứng nằm ngồi tiêu tiểu ha, buồn vui mà anh không hề biết, như vậy thì anh không phải là xác chết chứ là còn cái gì nữa ha. Mà hiểu theo ngoài đời đó, mình còn ngáp ngáp, mình còn thở thì còn gọi là sống, không phải. Trong kinh Đức Phật thì ngài định nghĩa chữ chết là nhiều nghĩa lắm. Thí dụ người nói là vị tỷ kheo mà hoàn tục là coi như chết, người sống dễ vui là coi như chết. Có không? Có chứ, có. Trong pháp cú nói như vậy, dễ vui là coi như chết rồi đó. Ở đó mình cũng có hiểu tại sao chết dễ vui như chết rồi, nhưng mà coi trong chú giải cho chúng hay. Rồi mình nghĩa là vì mình thất niệm ấy, là coi như là mình sống mà mình không biết cái gì nó đang diễn ra, mình cứ lao tới như là một khúc gỗ, như vậy thì không phải là xác chết chứ còn cái gì nữa nha. Cho nên cái vị giả so nữa xác nhận với Thế Tôn một điều mà mình rất tâm đắc, đó là và Thế Tôn cũng thấy rằng là chỉ có niệm là số một, chỉ có niệm mới là đem lại cái sự an lạc cho đương sự mà thôi, cho cá nhân cái người biết chánh niệm, phải nói như vậy. Tôi sẽ nói về chánh niệm cho đến suốt đời tôi vẫn còn nghe. Tức là phải nói là từ đây đến ngày mình chết phải nói là mình sống được bao lâu mình cũng biết, nhưng có một điều là mình chỉ có một con đường duy nhất để sống mà thôi, đó là sống chánh niệm. Tôi biết nhiều người hiểu lầm, tưởng là tu tứ niệm xứ là phải là có thiền viện, có thiền sư, rồi có đạo bạn chung quanh, rồi phải liêm diêm đi đứng lờ đờ, rồi chậm chạp, rồi nó đến mức mà bất thường, không phải thiện, phải như vậy.
cứ sống nhẹ nhàng bình thường. Mình nói giờ mình sao mình cứ giữ nguyên như vậy, tôi không có thêm bớt cái gì hết, để nguyên như vậy nha, để nguyên như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên cũng mở ngoặt một chút là bỏ bớt những cái sinh hoạt nó không cần thiết lắm, tự mình chế ra. Bây giờ mình nhớ mình chỉ quan sát, mình chỉ theo dõi và thanh tâm mình là mình đã hụt hơi rồi, cho nên mình chế mình di chuyển này chuyện kia. Ví dụ như hồi đó giờ ở nhà mình chưng tới 8 mình bông thì thôi giờ mình làm bình thôi đó. Ở đó mình hay đi kiếm cái chuyện ở ngoài sân mình làm, cái mỗi cuối tuần mình về thôi mình trồng cái này, mình quét lỗ đào hố tùm lum hết rồi. Bây giờ mình hạn chế, mình thấy bây giờ cắt cỏ cho nó sạch là được rồi nhé. Còn cây còn bông này nọ thì thấy cái nào tỉa được tỉa thì mình chút chút thôi, chứ mình đừng có tự mà tham công tiếc việc rồi đẻ việc ra rồi chạy theo nó. Mình đặt cái cài trước một trâu thì không có nên đó, bớt bớt rồi bớt vậy đó. Nhưng mà căn bản nhất là phải sống chánh niệm, sống bình thường thông thả chậm rãi thôi. Nhưng mà chánh niệm thử thì nó lạ lắm, và tôi phải nói rõ một lần nữa, mình trên 18 tuổi rồi, mình không có đợi người ta nói hoài nhé. Chứ biết đó là lết của mình thì mình làm thử à, chứ còn mình phải như con nít mà cứ là phải đòi điều kiện này điều kiện kia, mà với cái hai đứa con chỉ con nít nó mà biết thử nghiệm, mà mình người lớn mình biết thử nghiệm. Mình nếu mình có một cái lòng nghi ngờ tại sao mình thử, mình thử ngày nó có mất, mình đâu có mất gì đâu. Sống chậm thử coi, thử nó lạ lắm, tức là nghĩa là một lát nó tắt máy xong mình làm thử, nếu mình có điều kiện làm thử nha. Mình tắt máy, cái tay mình rời cái bàn để mình mới xỏ chân như này dễ, cái mình bước đi mình vẫn sinh hoạt bình thường thôi, xuống cái mình cầm mình đĩ lên mình rót miếng nước, mình biết rất là rõ. Rồi mình uống nước xong mình tráng cái ly thì mình ướp nó xuống rồi mình treo nó lên, rồi mình xoay người mình đi đường tới, mình mở bung cửa sổ ra, rồi lấy miếng giấy rồi cái khăn nó lau sơ bụi trên cửa sổ, từng bước từng bước từng bước từng bước đó, thử là nó lạ lắm. Đấy, bài kinh nó như vậy thôi. Thì Đức Phật sẵn dẫn đúng người nó đúng, chỉ có chánh niệm, chỉ có chánh niệm thì mới có thể sống được một cái đời sống đẹp mình mà đẹp đời. Đó, đây ngài nói nè, không hại ai hết, chỉ có chánh niệm mới có thể an lạc. Ngay lúc đang giữ chánh niệm mình được an lạc, và ngay lúc giữ chánh niệm thì mình là người vô hại đối với thế giới. Nãy tôi có nói rồi, tất cả vấn đề của thế giới là đi ra từ trách nhiệm, mà khi anh sống với trách nhiệm hơn, trách nhiệm với bản thân anh và với người khác nha. Và điều đó cũng có nghĩa là anh trở nên vô hại đối với chúng sinh nha. Đây là nội dung bài kinh. Rồi, bài kinh tiếp theo là bài kinh Sa Nú. Tôi nghĩ bữa nay là không sẽ được nha. Bữa nay là cho nó tùy duyên đi nha, tùy duyên. Chứ bây giờ là 7:15 mà hồi nãy tôi giảng là lúc mấy giờ ta? Nãy lúc tôi giảng là 6:00 phải không? Lúc tôi giảng là 6:00 phải không? 6:00 thì tôi sẽ ngưng ở bài kinh nào? Chúng ta đừng có đi truyền nghi nghĩa hay sao? Tiếp theo rồi kinh Sa Nú đi ha. Bài kinh Sa Nú, cái này nói thiệt là dài quá bà con nghe cũng ớn chứ ha. Bởi vì nếu mà mình nghe lại trên YouTube rồi nghe ớn chứ. Có bữa tôi làm tới 2 tiếng rưỡi đó chứ phải không nha. Rồi Sa Nú. Sa Nú này đó là Sa Nú là con một. Không biết các vị có biết cái con một không ta, tiếng Việt Nam mình nhớ con một không? Con một là con sao ta? Con một là y cá phút thực cá à, chứ không mình thôi. Của hiếm hàng độc, đúng rồi, con một là hàng độc của cha mẹ nha. Con một là hàng độc của cha mẹ, hàng độc nói được không, ngữ gì đó là hàng độc, hàng độc của cha mẹ. Thì cái vị này là con một của một bà cư sĩ và đi xuất gia từ lúc còn bé à. Thì cái vị này nè, tu hành rất là giỏi à, tu hành rất là giỏi mà học mà tu hành giỏi là sao, là giới lực thì trong sạch mà có cái giọng rồi cái gì nữa siêng học, rồi cái gì nữa có cái giọng nói du dương à. Tu hành thì trong sạch mà siêng học mà có giọng nói du dương
cũng kinh nói vậy đó, ông này giải thích vậy đó, còn phải ông nói rất là vui chưa. Thì là nhiều thầy, thầy tổ, chư tăng bè bạn, rồi Phật tử họ thương quý lắm. Thì có một dạ xoa, có một nữ dạ xoa, dạ xoa tiếng Bali kêu là Yak, viết ra đây, nữ thì Yakini, nghe nữ dạ xoa Yakini nhé, còn viết là dạ xoa là Yakini. Mình viết sao thì tôi đại, tôi tính viết cùng lúc hai cái Yak khác là Yakini, nhưng mà thôi kệ, bây giờ viết Yakini thôi. Còn dạ xoa vốn là mẹ kiếp trước của Sa Di Sa Nú, có cái đức tin, có đức tin để gì nữa, và rất là thương Sa Nú, rất là thương cái vị dạ xoa đó đó, rất là thương. Thì Sa Nú đó tu một thời gian thì không có muốn nữa, mà lại muốn hoàn tục. Muốn hoàn tục cái lòng không được vui nha, cái lòng không được vui, muốn hoàn tục. Thấy đập y mang bác năm còn là cái chuyện mà linh thiêng ý nghĩa nữa, mà thấy nó là một sự khó chịu nha. Trong tiếng Bali kêu là Kila Thanh Ní Và Thanh Pa Rupano, thấy chuyện mà mặc y mặc áo thì nó phiền quá đi, cho nên vị này mới đi về gặp bà mẹ của mình, Sa Nú, muốn hoàn tục, muốn hoàn tục và về thăm mẹ. Rồi nói rõ ý định của mình, nói ý định của mình. Thì lúc đó đó, nữ dạ xoa muốn ngăn cản, bèn dùng thần thông tạo ra sự kiện. Đó, làm sao? Là lúc đó là Sa Di Sa Nú này nè đi về thăm mẹ và nói rằng, mẹ ơi con không muốn tu nữa, con muốn đi ra. Thì bà mẹ bà mới cản, bà nói trời đất ơi, đời mẹ mẹ biết nó khổ dữ lắm, bây giờ giàu sang cỡ nào đi nữa, rồi con ra con phải lấy vợ, rồi con phải sinh con, rồi con tưởng tượng với quần quật phải lo cho con, mà lo cho ai chứ còn lo cho con đó là con cái, mình không biết lo bao nhiêu cho đủ. Hồi đó mới có 1, 2 thì muốn lo cho nó 3, 4, rồi cái 3, 4 mình muốn lo cho nó 5, 6, rồi cái 5, 6 mình sẽ lo cho nó 7, 8, rồi 7, 8 mình lo cho tới 9, 10, mà 9, 10 mình còn lo được nữa thì cứ lo như vậy. Thì cả đời mình, cái thân của mình á, mình sống nay chết mai mà mình không biết là nó có bị bệnh gì ở trong hay không, riêng cái thân này mình là chăm sóc nó không nổi, rồi bây giờ thêm mấy cục nợ nữa là chết, thôi đi con sáng tu đó. Phải biết cái chuyện này mới được. Thì lúc đó đó, nữ dạ xoa đó vốn rất là thương ngài Sa Nú, bởi vì bạc về sống lâu lắm, biết con mình bây giờ đã là nhân loại nhưng mà vẫn thương giống như còn kiếp xưa vậy đó. Thì bà mới biết được là ngài Sa Nú, Sa Di Sa Nú của hoàng tục, cho nên là dạ xoa này mới đi tới, mới dùng thần thông để mà ngăn cản. Và giờ tôi nói rõ, mỗi người trong đời nó có một cách, mỗi người có một cách hành động riêng, sẽ không nên thắc mắc vì sao người ta không hành động giống mình. Nhớ nha, cái câu này quan trọng. Tôi biết tôi giảng là nhiều người trong rung là khó chịu lắm, nó ủa tại sao nhà sao nó ngu vậy, nhưng mà không phải. Thì mỗi người có cách hành động riêng, mỗi người có một cách hành động riêng, không nên thắc mắc vì sao người ta không hành động giống mình nghĩ nha. Có nhiều khi quý vị nghe tôi giảng, quý vị không hiểu tại sao mà tôi lại kỹ với chỗ này, là bởi vì thông có thông được cái chỗ này đó, thì nó mới đi được chỗ khác, giống như giả tre vậy đó. Chứ quý vị nghĩ là sao kỳ, sao hành động mình kỹ, tại vì mỗi người có hành động riêng nha. Thì cái dạ xoa này nó muốn cản ông sư con nó đừng vần tục bằng cản cách nào, nó tới nó mới dùng cái thần thông ấy, nó dùng cái thần thông ấy, nó mới bóp cổ ông, nó dùng cái thần thông nó bóp cổ ông, đã không?
nó bóp cổ ông rồi nó đẩy ông xuống đất. Nó đẩy ông xuống đất. Vi văn parivat tê tòa, nó bóp cổ ông, nó dặn cổ ông á. Vi văn parivat tê tí là nó vặn cổ, nó bẻ cổ ông. Rồi sao nữa? Ông mới là bị, ông bị cái gì? Akhihi parivipravate. Akhihi parivata là trợn trắng mắt, đôi mắt bị đảo tròng. Tại sao tôi ghi kỹ? Tại vì đây là những cái chữ mà người Việt mình á, thì hay có nói. Mà sẵn có chữ Bali thì sao học uổng ha? Để sao uổng vậy? Sao học? Akhi Parivipravata có nghĩa là trận trận trắng mắt, hay là đôi mắt nó đảo tròng đi. Mày biết rồi phải không? Được cái gì nữa? Khelena, Khelena. Rồi cái gì nữa? Pakaranta có nghĩa là suối, suối bọt mép, chảy nước miếng, chảy nước bọt, trào nước bọt. Đó, đây là mấy cái mình phải biết ha. Trận trắng mắt, rồi cái gì nữa? Suối bọt mép. Nó làm vậy đó, làm cho ông đau đớn như vậy. Rồi nó mới nó làm cho ông bị động tâm. Thì mình phải hiểu cái này nè, mình mới biết tại sao mà trong chánh kinh nó có cái đoạn này nè, là tự nhiên nữa. Nó là con ta là láng đối với ta là vậy vậy đó. Ngài ta thấy Sanu bị dạ so ám ảnh thì tùm lum tà la hết đó, là nguyên cái này. Thì lúc đó đó thì dạ so thấy làm cho ổng sợ đủ rồi, thì mới rút tay lại. Thì lúc đó ổng thấy sợ, ổng thấy trời đất ơi, có lẽ là mình phải tu mình mới sống được, mình mới còn sống, chứ còn mà mình không có tu thì chắc mình chắc chết quá. Thì nhờ ổng nghĩ như vậy đó, ổng quyết định tu trở lại. Nhờ cái sự cố này, Sanu muốn tiếp tục tu hành và sau đó Sanu chính là trở thành một, ở trong cái đây kêu là đại pháp sư. Pháp sư trong đây kêu là Dhammakathika. Dhammakathika và sống được 120 tuổi đó. Nhờ cái sự cố này nè, Sanu muốn tiếp tục tu hành và sau đó Sanu chứng quả là hán, trở thành một pháp sư lưng danh và sống được 120 tuổi. Sẵn cho các vị biết luôn, định danh làm sao? Định danh ở trong đây kêu là Sakkala Champudipan. Sakkala Champudipan, Sakkala Champudipan Khopeti, nghĩa là làm chấn động toàn cõi Ấn Độ. Khô về cái làm chấn động toàn bộ, pháp sư nổi tiếng á, pháp sư Sanu, pháp sư nổi tiếng chấn động và sống được 120 tuổi. 120 tuổi làm sao? Là quy sa quát sa sa tăng là 120 tuổi. Quy sa là 20 nhé, quát sa là 5. Quy sa quát sa sa tăng thập tòa, tức là sau khi mà sống được 100 tuổi thì parinibbana đã nhập niết bàn. Sống được 120 tuổi mới viên tịch. Đó, dễ thở vậy đó. Đó là một vị đại pháp sư nha. Sống được một nhờ sự cố này sẽ ghi Sanu. Sanu viết dính liền nha. Sanu viết dính liền chứ còn viết rời vậy kỳ quá ha. Nó không giống cái phạn nha. Sanu tiếp tục tu hành và chứng quả la hán, trở thành một pháp sư lừng danh và sống được 120 tuổi. Sakkala Champudipan Khopeti thì là làm chấn động toàn của Ấn Độ và sống được 120 tuổi mới thiền tịch. Tiếp theo là bài kinh Piyankara. Piyankara là cái gì? Piyankara là yêu.
Thì bây giờ là tôi giảng xong bài Lý Văn Cá Đá này nè, nghe. Thì mình nghĩ 15 phút vô tôi lại giảng cho nó, giảng thêm một khúc nữa. Còn không nữa đó, thì giảng xong mình kênh này tôi nghĩ là chị sao tôi giảng tiếp. Thì muốn sao cũng được hết. Không nổi đừng cứ cười cười. Ok, đúng rồi, đúng, đúng, này thôi. Giảng xong bài kênh này nghỉ đi. Đệ nhất có thể nhìn thấy nhiều ngàn vũ trụ, nhiều ngàn vũ trụ dễ dàng như nhìn ngắm đồ vật trên tay. Dễ sợ, ngày này đệ nhất thiên nhãn, ngày này đệ nhất thiên nhãn mà là ngày này cũng là bà con với Bồ Tát Tất Đạt nữa. Thì ở trong chú giải mới nói thế này, thì có cái đêm đó tại chùa Kỳ Viên á, thì ngài đã đọc kinh Pháp Cú, đọc kinh Pháp Cú. Và bữa nay tôi cũng nói thêm là cái chữ thăm mắt phá đá này nè, có nhiều nghĩa nha, gọi là chấp vi sập tí quắc cá thăm phá đá, có nghĩa là pháp cú 26 phẩm đó, gọi là chappi sẽ tiến quán gạt thăm ở bà đá. Còn có trường hợp khác, à, cái này phải học luôn cái này, trường hợp khác thăm á bà đá chỉ có nghĩa là một câu pháp, chỉ nghĩa là một câu pháp. Ví dụ như các vị còn nhớ trong cái phẩm mà cái phẩm Chư Thiên mình học, trong đó có một câu thế này là: dầu cho bố thí cả núi vàng bạc cũng không bằng bố thí một thăm Ma-pa-đá. Biết nhớ, nhớ còn nhớ cái đó không? Dầu cho bố thí vô số vàng bạc cũng không có cái nếu mà nói về lý tưởng giải thoát á, thì nó không bằng mình bố thí mình giảng cho người ta nghe một câu thăm ở bà đá. Thì cái thăm ở bà đá ở đó nó không có nghĩa là một câu pháp cú, mà không còn trong 26 phẩm không phải, mà là một câu kinh, một câu pháp nha, người ta hiểu như vậy, chứ không phải là thấy thăm ở bà đá là nhào vô là cứ pháp cú rồi chết rồi nha. Cứ nhớ cái đó, tùy chỗ mà hiểu. Mà thì ở đây nói rõ luôn là pháp cú này là chính là cái pháp cú mà chúng ta thường biết. Và trong đây còn nói rõ thêm nữa là trong cái đêm này nè, trong cái đêm mà giả xoa này mà nghe đó, là lúc đó là cái đêm đó là ngài chỉ đọc có một phẩm thôi. Chú giải kinh này nói ngài Anuruddha khuya đó đang tụng pháp cú, nhưng mà chương gì? Chương ấp bà mà đã quật gá. Bây giờ ai vô trong pháp cú thì sẽ coi trong thăm áp bà đá, sẽ thấy cái này là chương thứ hai hả? Chương thứ hai trong 26 phẩm thứ hai chứ, phẩm pháp cú, phẩm thứ hai trong 26 phẩm pháp cú nha, phẩm áp bà mà đã quật gá. Đây đó, cái đêm đó là ngài đang đọc, ngài đang đọc cái phẩm đó. Thì lúc đó đó, lúc đó làm sao, lúc đó đó thì lúc đó giả so này nè, nó đang đi kiếm ăn, nó đang bồng con đi kiếm ăn. Nhưng mà sẵn đây tôi cũng nói luôn một chuyện cũng hơi là lạ, cái gì biết không, là theo ở trong một loạt nguyên cái phẩm này nè, nguyên cái phẩm này là nguyên phẩm giả so này nè, thì nguyên một loạt chú giải đều nhìn nhận một chuyện là giả so á, dạ so có cách giữ con rất lạ, không bồng ẩm như loài người mà lại cầm cổ chân của con xách đi nơi này
người khác. Thì ở trong mẹ thấy nó lạ như vậy đó, vậy nó là chuyện lạ đó ha, vậy nó là chuyện cũng ngộ ha. Ở trong Pali kêu là Ankena Đà Giác, chứ không phải viết không, thôi bà con biết đó, Pali kêu đó là Ankena Na Đà Giác, là sắc cổ chân nắm ngay chỗ mắt cá. Em biết nói gì mới phải hiểu không? Sắc cổ chân nắm ngay chỗ mắt cá, tức là con của dạ xoa nó không có bồng bồng như mình, mà nó sách đi lạ quá ha. Mà nó có thần thông mà nó làm như thế, nó không có bồng như nhân loại, mà nó lấy cái tay nó nắm cái chân nhỏ nó sách đi thôi. Nó cũng là một nền văn minh lạ, như là mình thấy cái thế giới có nhiều dân tộc như ở ngoài Hà Giang miền Bắc á, có cái người mèo á, họ lạ lắm, họ có con nhỏ mà nhỏ quá đó, ví dụ như nó mới vừa sanh ra còn đỏ hỏn thì họ còn kiếm cái lá khô đó, họ lót cho nó nằm để họ đi xuống ruộng họ làm, họ để nó nằm bờ. Còn mà nó lớn một chút xíu nó biết bò rồi đó thì họ liền nó xuống ruộng đó quý vị. Dạ, họ liền nó xuống ruộng, họ liền xuống ruộng có nghĩa là bà má đang đi cấy lúa như vậy đó, đang tát nước thì bà kiếm cái chỗ ruộng cạn, chỗ mà nước không có sâu lắm, bà liền nó xuống thì nó ở trận cái chuồng, nó nằm nó cái bò lởm ngởm dưới sành vậy đó, rất là lạ. Thì cái chứ thấy lạ quá, nó cái bò lởm ngởm vậy đó. Chứ bên mình như vậy thì mình sẽ con bị bệnh mà theo nó không mặc áo quần hết, nó trần trụi như vậy đó, nó bò trong cái bò lởm ngởm trong sình đất của ruộng ấy, và bà mẹ nó cứ làm con bò nó cứ bò vậy thôi, rất là lạ. Thì mình thấy mỗi một cái chúng sinh, mỗi một cái dân tộc hoặc là mỗi một cái chủng loại, nó có những cái hành trạng, nó có những cái kiểu sinh hoạt rất là độc đáo. Ok, chuyện giả so này là nó đang đem con đi để nó kiếm cái gì, nó kiếm thức ăn. Trong đây nó rõ luôn là cái loài này nó chỉ cái giả so nó có nhiều loại để ghi rõ nha. Giả so có nhiều loại, đắc quả được và không thể đắc quả. Trong đó lại có loài chỉ ăn bất tịnh thực như ngạ quỷ, có loài chỉ thích ăn thịt sống, có loài ăn uống thực phẩm của chư thiên. Đó, phải ghi cái đó rõ nha. Giả so có nhiều loại, nhiều loài trong đó đắc quả được và không thể đắc quả. Rồi trong đó có loài chỉ ăn bất tịnh thực như ngạ quỷ, như có loài gì? Thì nữ giả so trong kinh này thuộc loài ăn dơ. Ăn dơ. Trong đây ghi rõ là Uchara Pasava, Uchara là phân nhé, Pasava là nước tiểu nhé, Khe Lát là nước bọt hả, Sinkanika là đờm dãi hả, tức là nó đang bồng con để nó đi kiếm ăn á, đi kiếm những cái đó để nó ăn. Thì nó đi ngang, nó nghe ngày tụng kinh, nó ngừng lại nó nghe, Rồi lúc có đứa con nó đói bụng nó khóc, thì vợ so nó mới nói nó đừng có khóc để cho mẹ nghe pháp. Thì trong đó nó vợ so nó nói với con nó có gì có thấy nó nói câu đó không, này bi văn cái đó chớ có làm sầm, chớ có sầm tiếng động đó, mà nếu tôi dịch thì dịch con đừng làm sầm, con đừng làm sầm, thì ngày dịch là chớ có sầm tiếng động, vì tiếng cái đang tụng những lời có cú. Chỉ cái câu mình không sát hại sinh vật, không cố ý nói láo là hai giới, rồi tự học tập giới lực. Thì trong cái câu này đó là ám chỉ cho ba giới còn lại nha, nhớ nha. Không sát hại sinh vật là giới đất xanh, không cố ý nói láo là giới vọng ngữ, rồi cái câu mà tự học tập giới luật ấy, thì nó thuộc về ba giới còn lại. Chúng ta thoát ngạ quỷ, cái chữ ngạ quỷ ở đây đó ha, ngày Minh Châu người dịch là ngạ quỷ, nhưng mà tôi không đồng ý mà chữ này là chữ pisa cha, pisa cha trong tiếng Bali là pisa cha. Có nhiều chuyển dịch, nó là một cái loại dạ xoa cũng đúng, nếu nó ngạ quỷ thì cũng không có đến nỗi trật, nhưng mà phải giải thích thêm
là cái ngạ quỷ ni, nên nó không có phải là cái thứ mà mình hiểu về đó, cho mình nghe nó là đối khác rồi ăn dơ rồi đầu óc rồi thờ khảo cái gì. Còn nhưng mà riêng giả soa này nè, cái loài giả soa nó cũng ăn dơ đó, nhưng mà nó có khả năng, nó có những con nó có thể đắc quả được nha. Và trong tiếng Tàu ấy, tiếng Hán ấy, thì chỉ biết sa chá vậy là phiêu phong quỷ. Đó, cho nên tôi có viết một cái bài gọi là bài phiêu phong, không biết bà con còn nhớ không. Cho nên cái tựa sách của tôi đó, cái tựa sách thì có nhiều cái tựa bài thì tôi viết tôi không có giải thích, nhưng mà nếu mà ai biết ấy, thì biết đó là cái ẩn ý của tôi, chứ mà tự nhiên tôi chết chứ phiêu phong là cái gì mà hỏi chân thành không có ý quảng cáo, mà hỏi thiệt là bà con có biết cái bài này hay không. Tôi có biết một bài phiêu phong, mà đây là một những bài mà tôi rất là tâm đắc. Là sao? Là bởi vì tôi dùng cái kiến giải của Phật giáo, của giáo lý nguyên thủy, để tôi nói về cái cảnh giới tái sanh mà bằng cái giọng nói, bằng cái cách nói của người thời nay. Cách nói người thời nay, cho nên làm ơn đừng có xem cái bài viết đó là chuyện ngắn giải trí, mà thật ra đó là tôi diễn tả về cái loài này nè. Các vị còn nhớ, các vị còn nghe không? Cái bài phiêu phong, cái bài đó tôi là bài phiêu phong, tôi có biết bài phiêu phong, bài đó là một bài viết của tôi. Yeah, chắc là kiểu này chắc mới nghe này, các vị không có biết bài đó. Bài đó, bài phiêu phong có đăng lên trên internet, phiêu phong. Thì cái là bí xà chó, nghĩa là nó sống, nó không có một trú xứ cố định, nó không có phiêu phong, có nghĩa là theo gió mà đi. Phiêu phong có nghĩa là theo gió mà đi, rất là đói khổ. Theo gió mà đi gọi là phiêu phong, bí xà chó. Chị nó nói với con đó, mình có đừng làm ồn để mẹ nghe pháp, cái gì nhờ nghe pháp mình mới có giữ giới, mà nhờ giữ giới đó thì mình mới có thể thoát được kiếp này. Hôm nay chúng ta làm người, chúng ta không biết gì hết, không có thành thông gì hết, rồi có chút ít tiền bạc, rồi ở một cái xứ sung sướng hưởng thụ, chứ không có gì kinh hoàng bằng mai này. Mình tắt thơ rồi đó. Ở trong bài viên phong có chủ có tả, mà cái tả theo trong kinh, chứ không phải là tôi tả theo tưởng tượng của tôi. Tại trong kinh đó, một cái người mà tạo ác nghiệp nhiều tới hồi chết rồi đó, họ có cảm giác giống như là họ tỉnh dậy từ một giấc mơ, giấc chiêm bao vậy đó. Thì tự nhiên họ nghe nóng, thí dụ như sanh địa ngục rồi, họ nghe nóng, tự nghe đau đớn cả người, mà nhiệt độ cả ngàn độ vậy đó, nóng mà người mình nó mê sảng mà la hét không ai nghe hết đó. Rồi nhìn quanh là nghe thấy máu mủ tanh hôi, tiếng la hét, tiếng người rượt nhau sầm sập đâm đổ ruột từ mặt mình. Thì lúc mình đang đã sanh nhà quỷ, đã sanh địa ngục chắc như vậy. Còn cái sanh vào cái loài bàn sanh thì mình không biết gì rồi, thì thua rồi đó, mù mịt. Còn sanh về cõi trời đó, là tự nhiên mình thấy giống như mình vừa thức dậy rồi mình nghe nó mát lạnh, nó thơm ngát, nghe tiếng nhạc trời nó du dương, nó trỗi chung quanh, thì đó lúc mình đã sanh cõi trời. Đấy, là mình, lúc mà mình nhìn thấy đã rồi, những lâu đài bằng vàng bằng ngọc nó trôi bồng bềnh trong không gian, ánh sáng mờ ảo, mọi thứ như ý của mình, người đẹp gia nhân dập diều trùng điệp, đó là cõi trời đó. Còn mà địa ngục đó là mình giật mình thức dậy, mình thấy chung quanh là chỉ có lửa thôi, lửa cháy rồi tiếng kêu la rên xiết, rồi bị đâm bị chém tùm lum hết. Thì mình sợ nhất một ngày nào đó mình giật mình thức dậy, mình một là mình thấy mình đã địa ngục, hai là mình thấy khát nước đấy, cái loài nó khổ, nó khát nước và nó đói. Mình bây giờ mình túng quá, mình còn chạy đi kiếm gói mì, chứ còn cái loài đó là chịu chết thôi. Khi mà biết mình đã bắt đầu đói rồi đó thì là thua rồi. Cho nên phải nhớ rằng đó là, phải nhớ đó là nghiệp gì thì nghiệp, nhưng mà tránh cái nghiệp bỏng sẻn, nghĩa là trong lúc mình có thể chia sẻ được. Thế tôi phải nói rõ là tôi không có kêu gọi các vị cũng gì cho ông sư với ông thầy không phải. Nhưng mà trong kinh nói ngày Angkoli Ma La là ương quật Ma La đó, ngày vô não đó. Vì cái chó của ngài thì ngài lại đi giết người rất là nhiều. Rồi sau đó những xuất gia bị người ta thù oán, người ta chửi, người ta đánh đủ điều. Nhưng lúc nào ngài cũng có thực phẩm đầy đủ để mà ngài thọ thực khách. Đồ ăn ngon mà đồ ăn nhiều, ăn hết rồi đem chia cho anh em huynh đệ. Thì lúc Đức Phật cho biết rằng sẽ nghĩ mà ngài được như vậy là bởi vì do đời xưa ngài từng ngồi kỹ kheo, cứ mỗi cái sau mỗi bữa mà ăn trưa xong nó còn dư á, ăn cơm xong ăn cơm trưa còn dư đó, thì kiếm cái chỗ nào mà khô ráo sạch sẽ đó, ngày mới đổ ra,
với một cái thiện ý là con gì ăn được thì ăn, dễ sợ hơn. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Ở trên trời đó thì không có lập gia đình nha. Nãy giờ tôi giảng mà tôi nhắm mắt tôi không thấy. Ở trên trời thì không có lập gia đình, nhưng mà có cái này, tức là nếu mà mình sanh về trên đó đó, thì nếu mà những cô đó là cũng thuộc về của mình thì tự nhiên họ sẽ xuất hiện ở trong cái lâu đài của mình. Họ xuất hiện ở đâu thì họ thuộc về quyền của những người ở đó nha. Nếu mà họ xuất hiện trong cái lâu đài của mình thì cái đó là của mình. Và nếu mà tính ra đó, theo kinh điển Năm Tông mô tả thì cõi trời nó hơn cái Tây Phương Cực Lạc nhiều lắm. Nó hơn cái thiên đàng của Hồi giáo, của Thiên Chúa nhiều lắm. Mà có điều là Phật tử Việt Nam có cái xui rồi không có chịu đọc mấy cái đó. Chứ còn theo mà tôi đọc tôi thấy mấy cái Tây Phương nó không có bằng mấy cõi trời của mình. Ví dụ như ở trên cõi Tịnh Cư của Năm Tông đó, là cái cõi đó toàn là thánh không à. Chứ không có vụ mà thánh phạm đồng cư, cõi đó là thánh 100%. Còn ở mấy cõi trời như đâu lợi gia ma đấu sức ấy, là tôi nói bây giờ thánh nhân đầy lên đó. Tại sao đầy? Là cái mỗi lần mà có một vị Phật mà ra đời như vậy thì cái số chư thiên mà đắc quả đông lắm. Cho nên trên đó bây giờ thánh nhân đầy ắp trên đó, đầy ắp trên đó phải nói. Và mình muốn học Tam Tạng hay là mình muốn thắc mắc kinh điển gì nên đó là Pháp Sư Tam Tạng đầy trên đó. Là cái này mới đã nè. Chứ là mình bị ngay bây giờ, right now, mà mình muốn nhìn thấy hình ảnh Đức Phật không khó. Là vì sao? Là vì tuy Ngài đã viên tịch nhưng mà trên đó có vô số những vị trời họ từng nhìn thấy Ngài. Có vô số, có hàng tỷ tỷ chứ không phải là vô số, hàng tỷ tỷ. Cho nên chỉ cần mình là mình chỉ xin họ thôi. Thế là tôi sanh muộn, tôi không được gặp Thế Tôn, tôi xin Ngài cho tôi nhìn thấy được hình dạng Thế Tôn. Thì chỉ trong vòng 3 giây, 3 nốt nhạc thôi là mình đã nhìn thấy rồi nha. Chỉ cái 3 nốt nhạc thôi là mình nhìn thấy. Cho nên ngay bây giờ tuy Ngài đã thương tịch, nhưng mà cái người mà nhìn thấy Ngài nó thì nhiều lắm. Người ta có thể hóa hiện cho mình thấy. Nếu mà mình biết được những cái chuyện đó thì mình thấy rằng đời tu này nó cũng có nhiều điểm hy vọng, cũng vui. Còn cứ là mà không chịu đọc kinh sách mình biết gì hết thì nó cũng chán lắm nha. Chán. Thì tôi nghĩ bụng, tôi nghĩ nếu mà mình cứ ầu ơ dí dầu đi nữa, nhưng mà nên dành tối thiểu là 7 năm trong đời chuyên tu niệm xứ hoặc là chuyên tu từ tâm và phát một cái đại nguyện, có nghĩa là trong suốt thời gian này vật chất của tôi sẽ là của thiên hạ, ai cần gì thì tôi sẽ tùy khả năng mà tôi giúp nhé. Chỉ với một cái lời nguyện như vậy và tu tập từ tâm và tu tập tứ niệm xứ trong 7 năm ha, thì cái chuyện mà sanh thiên những chuyện nó không khó, chuyện sanh thiên gì nó không khó. Thì các vị có thể nghĩ là tôi đang tuyên truyền còn nhồi sọ mê tín gì đó người tùy ha, nhưng mà phải nói là thương mình thì mình làm thử đi ha. Mà cái đó là an lạc thôi, mình sống như vậy mình an lạc, chứ đừng có nghĩ là sai. Tu thiền là sống an lạc hơn nó là khác. Ok, bây giờ thì xin được chia tay nhau rồi, tôi sẽ gặp lại quý vị ngày thứ năm. Xin nhận lời chữ vị chữ tâm đức, chào quý vị. Các vị lắng nghe không? Được rồi, cảm ơn. Sáng hôm nay chúng ta làm việc với cái chương Dạ Xoa. Chương Dạ Xoa.
Cái bài kinh đầu tiên là bài kinh In Đa Cát, Y Ví Tinh, có nghĩa là mình từ đó thì mình có danh sách, đây không phải là chúng ta như Trung Quốc lại có bị cái bệnh đó. Rồi hoặc là trong lúc mình không có tâm đạn nên mà 9-10 mình còn lo được được nữa thì cứ lo như vậy, thì cả đời mình kết thành mình phải giết không, phải còn biết và đi kia đó để nên đi kiếm ăn á, đi có là tránh cái nghiệp ổn. Còn ở mấy cõi trời như đâu lợi gia ma đấu sức đó, là tôi nói bây giờ thánh nhân đầy lên đó. Tại sao đầy? Là cứ mỗi lần mà có một vị Phật mà ra đời như vậy thì cái số chư thiên mà đắc quả đông lắm, chuyên tu từ tâm và phát một cái đại nguyện, có nghĩa là trong suốt thời gian này vật chất của tôi sẽ là của thiên hạ, ai cần gì thì tôi sẽ tùy khả năng mà tôi giúp nhé. Chỉ với một cái lời nguyện như vậy và tu tập từ tâm và tu tập tứ niệm xứ trong 7 năm nhé, thì cái chuyện mà sanh thiên này chuyện nó không khó, chuyện sanh thiên gì nó không khó. Thì các vị có thể nghĩ là tôi đang tuyên truyền còn nhồi sọ mê tín gì đó người tùy ha, nhưng mà phải nói là thương mình thì mình làm thử đi ha. Mà cái đó là an lạc thôi, mình sống như vậy mình an lạc chứ đừng có nghĩ là sai. Tu thiền là sống an lạc hơn, đó là khác. Ok, bây giờ thì xin được chia tay nhau rồi, tôi sẽ gặp lại quý vị ngày thứ năm. Xin đảnh lễ chư vị chư tôn đức cha của đức Phật tử, vị chư tôn đức cha của đức Phật tử, vị chư tôn đức cha của đức Phật tử, vị chư tôn đức cha của đức Phật tử, vị chư tôn đức cha của đức Phật tử, vị chư tôn đức cha của đức Phật tử, vị chư tôn đức cha của đức